ta sẽ lập tức bế quan tu luyện một thời gian, không thể quản lý lam nhan ngoài kia. Người hãy âm thầm theo dõi nàng này, nếu như loạn động, lập tức giết chết. Nụ cười trên mặt hắn chờ tắt ngấm, ánh mắt le lói hàn quang. Tinh viêm đồng tử gật gật đầu, miệng bô đồng ý, rồi hóa thành ngân diễm dung nhập vào cấm chế đỏ thấm xung quanh. Tuy lam nhan chưa chắc đã nảy sinh dị tâm, nhưng việc hắn tiến giai đại la lần này quá mức trọng đại, không thể mảy may chủ quan. Đáng tiếc, đề hồn vẫn bế quan trong hoa chi động thiên, gắng sức luyện hóa lực lượng thể nội ô xào quỷ vương. Nếu không, có thêm nó hộ pháp, hắn càng thêm yên tâm. Nhưng ít nhiều hiện đã có tinh viêm đồng tử làm tai mắt, nội tâm hàn lập cũng nhất an. Hắn không còn phân tâm bất cứ chuyện gì nữa, nhắm mắt chuyên tâm đả tỏa. Thời gian từng chút một trôi đi, thoáng cái đã qua gần nửa ngày. Hàn lập mở bừng đôi mắt, đã điều chỉnh thể nội đến trạng thái tốt nhất. Hắn lật phung tay lên, trước mặt hiện ra một cái lư hương màu trắng, bên trong cắm một dây hương màu bạc dài ba tấc, thoạt nhìn giống một ngón tay thô kệch. vừa châm lửa xong, từ trong lư hương lập tức tỏa ra một làn khói trắng nhàn nhạt, nhạt phảng phất giống như sương sớm sang nơi sơn cốc, thuần khiết dị thường, mùi hương thơm tràn ngập mật nhất, thấm thấu đến tận thần hồn. đây là ngưng hồn hương, cực kỳ hữu dụng với việc tẩm bổ thần hồn, có thể gia tăng tỷ lệ thành công tiến giai đại la. Hàn lập lại lật tay xuất ra ba bình ngọc xếp ở bên mình, trong một bình ngọc có một viên đan dược màu trắng, chính là huyền chân đan trước đây giải đạo nhân tặng hắn chính là vật phẩm trọng yếu nhất đối với lần tiến giai đại la này. Mặt khác, hai cái bình ngọc còn lại lần lượt chứa một loại linh nhũ kim sắc và ba viên đan dược xanh biếc. Những vật phẩm này khiến Hàn Lập hao tổn rất nhiều tâm lực mới siêu tầm đầy đủ, tất cả đều là bảo vật trợ giúp hắn tiến giai đại la. Hàn Lập trước tiên mở nắp bình ngọc chứa linh nhũ kim sắc, ngửa cổ rót vào miệng vài giọt. Ầm ầm, toàn thân hắn lập tức bừng lên kim quang trói mắt, lực lượng thời gian pháp tắc trong thể nội phảng phất như nước bị đun sôi điên cuồng vận chuyển, chân ngôn bảo luân đoạn thời hỏa bả, quang âm tịnh bình đông ất thần mộc huyễn thần sa lậu đồng loạt hiện ra lơ lửng xoay tròn quanh thân thể hắn mục quang hàn lập lóe sáng lập tức bắt lấy bình ngọc chứa ba viên đan dược xanh mướt đổ một viên vào miệng sau đó nhắm mắt vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết hắn không vội vã phục dụng huyền chân đan đan dược này phải chờ đến lúc tối hậu mới có thể nuốt vào hàn lập rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định kim quang toàn thân ngày càng trói mắt dần dần phủ kín toàn thân hắn lực lượng thời gian pháp tác khổng lồ điên cuồng vận chuyển bên trong mật thất, phát ra thanh âm rung động ù ù. Ở một gian động phủ khác, Lam Nhàn bỗng nhiên mở to cặp mắt nhìn về nơi Hàn Lập bế quan, thần tình lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó nàng lại nhắm mắt, tiếp tục đả tọa. Giờ phút này, tại bầu trời phía trên một khu đầm lầy thuộc Kim Nguyên Sơn mạch, một luồng độn quang lam sắc từ xa bay vụt đến, dừng lại phía trên đầm lầy, hiện ra thân hình Diệu Pháp Tiên Tôn và hai tỷ nữ mặc thanh y. Thánh sứ đại nhân, Hàn lập một mạch phi độn đến đây thì vết tích ba động linh lực đột nhiên biến mất. Một tỷ nữ tay nâng một cái chậu màu lam trong như pha lê phản chiếu quang cảnh xung quanh. Hình ảnh hư không trong chậu hiện ra từng quang điểm màu xanh đậm kéo dài một mạch từ xa đến tận đây, nhưng thình lình biến mất không chút vết tích. Xem ra kẻ này đã che giấu khí thức, sử dụng thủ đoạn khác tiếp tục đào tẩu. Diệu Pháp tiên tôn nhíu mày, nói, kính thủy bồn đã không lần ra được dấu vết người kia, tiếp theo có khả năng thánh sứ đại nhân phải tự mình dò xét rồi tỳ nữ lại nói các ngươi lui ra diệu pháp tiên tôn nhàn nhạt, nhạt phất tay áo rồi há mồm phun ra một ngụm lam quang hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết quang cầu màu lam liên tục xoay tròn bên trong dần dần hiện ra từng sơi tinh ti màu lam lập tức hội tụ cả về một chỗ tạo thành một chiếc ma bàn màu lam lớn như cái đĩa hình dáng ma bàn tựa như một con mắt nằm dọc tỏa hào quang khắp xung quanh từng vòng ánh sáng màu lam không ngừng chớp động bên trong con mắt thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu hai tay diệu pháp tiên tôn vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết thúc giục con mắt màu lam nhìn khắp xung quanh ban đầu tâm thế của nàng tự tin vô cùng nhưng thời gian qua đi sắc mặt nàng từ từ trầm xuống mang theo vẻ khó tin làm sao có thể cho dù là tồn tại đại la trung kỳ đồng cấp với ta che giấu khí thức bản thân cũng không thể trốn tránh được sự dò xét của thủy hoàng thần mục kể cả bí thuật ẩn thân của hàn lập có cao minh chuyện này không có khả năng diệu pháp tiên tôn kinh ngạc lẩm bẩm tiếp tục gia tăng uy năng của con mắt màu lam, nhìn khắp khu vực phụ cận một lần nữa hòng tìm ra chút dấu vết. Thật ra, diệu pháp tiên tôn đã quá coi trọng hàn lập. Nếu như hắn tiếp tục sử dụng tiên linh lực chạy trốn, cho dù dùng thủ đoạn nào để ẩn tàng ba động linh lực cũng không qua mặt được bí thuật dò xét của diệu pháp tiên tôn. Nhưng hắn lại ở chỗ này thi triển vạn khiếu không tịch thuật. Toàn bộ tiên linh lực bị hắn thu liễm ẩn vào trong thể nội, không sử dụng dù chỉ nửa điểm. Nép mình đứng dậy, hắn chỉ thuần túy sử dụng lực lượng nhục thân chạy trốn làm nhàn cũng bị giấu vào trong hoa chi động thiên kể từ đó làm sao có thể lưu lại manh mối gì diệu pháp tiên tôn không thể nghĩ được hàn lập lại có thủ đoạn đạp không mà đi của cao giai huyền tiên nàng chỉ một mực tìm kiếm dấu vết linh lực tự nhiên khó có thu hoạch nhưng bí thuật thủy hoàng thần mục của diệu pháp tiên tôn thật sự lợi hại tìm kiếm chừng một bữa cơm rốt cuộc cũng phát hiện một chút dấu vết tiên khí trong thể nội hàn lập chẳng hạn như một chút dấu vết linh lực của thanh trúc phong vân kiếm. Có điều những vết tích linh lực này thật sự quá mong manh, lại vô cùng rời tạc đứt đoạn. Với năng lực của diệu pháp tiên tôn hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào những vết linh lực này, mò mẫm tiến bước. Xích mộng và gã nam tử mũi ưng vẫn đang bám theo cách rất xa đằng sau. Mặc dù hai người hết sức không tiên nhẫn với loại tốc độ như rùa bò này, nhưng vì không tinh thông thuật dò xét, đành phải dựa cả vào diệu pháp tiên tôn. Trường 1142, Diệu Pháp Đích Thân đến, trong động phủ nằm trên dãy núi màu xanh, Hàn Lập vẫn đang bế quan trùng kích đại la cảnh. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt qua ba năm. Sâu trong mật thất, kim quang Hàn Lập càng ngày càng thịnh, mặc dù có cấm chế ngăn cản nhưng cũng bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài. Từng luồng chấn động mạnh mẽ của thời gian pháp tắc dập dần khắp động phủ. Lam Nhàn bị lực lượng thời gian pháp tắc quấy nhiễu nên đã sớm ngừng tu luyện, lặng lặng chờ đợi Hàn Lập xuất quan. Đối với mục đích Hàn Lập bế quan, nàng cũng mơ hồ đoán được một chút trong lòng có chút phức tạp. Nếu Hàn Lập tiến giai đại la thành công, thực lực đại tiến, dù không biết hắn ngưu đồ gì, đối với cửu nguyên quan tất nhiên bất lợi. Nhưng sau khi thực lực hắn đại tiến, an toàn của bản thân tăng lên, chính Lam Nhan cũng sẽ tương đối an toàn hơn nhiều. Hơn nữa nếu Hàn Lập tiến cấp tới đại la, tác dụng của nàng đối với hắn sẽ giảm, với tâm tính Hàn Lập thì nói không chừng chẳng mấy chốc mà thả người. Nếu Hàn Lập tiến giai đại la thất bại, sẽ lại tiếp tục thời gian lo sớm lo tối như bây giờ, chính nàng lúc nào cũng phải mạo hiểm thời gian lưu lại bên người Hàn Lập sẽ kéo dài mãi không biết đến năm tháng nào mới có thể tự do tâm tình lam nhan phức tạp nhất thời không thể nói hy vọng Hàn Lập tiến dài thành công hay là thất bại ngay khi nàng còn đang bối rối một tiếng vang thật lớn từ trong mật thất Hàn Lập truyền đến lập tức một luồng ba động pháp tác to lớn ù ù khuếch tán như sóng dữ quét qua toàn bộ động phủ cấm chế các nơi đều rung động ong ong quá nửa đổ vỡ hoàn toàn lam nhàn cũng bị ba động thời gian pháp tắc này đẩy lui va và vào trên vách tường động phủ mới dừng lại nàng nhìn về phía mật thất hàn lập ở đó hoàn toàn không còn kim quang trong lòng biết hàn lập lần này tiến giai đại la đã thất bại không khỏi thở dài bộ dáng dường như có chút tiếc nuối xem ra ta vẫn hy vọng hắn tiến giai thành công lam nhàn nhíu mày thì thào nói ra trong mật thất hàn lập trao mày sắc mặt nặng nề đúng như lam nhàn đoán lần này hắn trùng kích đại la cảnh cuối cùng lại thất bại trùng kích thất bại cũng không sao, tu vi bản thân hắn cũng không vì vậy mà hao tổn, chỉ là hắn không biết nguyên nhân thất bại. Trong cơ thể Hàn Lập bây giờ có hơn 200 tinh ti thời gian pháp tắc, tu sĩ đại la cảnh bình thường lĩnh hội, ngưng luyện ra pháp tắc tinh ti cũng chỉ có vậy thôi, lực lượng pháp tắc chắc hẳn đã đủ. Tiên khiếu hắn cũng đã thông 359 cái, nhục thân càng cường đại vô cùng. Thần hồn nhờ tu luyện luyện thần thuật, so với thái ất cảnh đỉnh phong bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, đại ngũ hành nguyễn thế quyết hỏa hầu cũng đầy đủ. Điều kiện mọi mặt hắn đều đã đầy đủ, không có lý do gì thất bại mới đúng. Hàn lập trầm ngâm không thôi, cẩn thận hồi tưởng quá trình trùng kích đại la trước đó, dần dần xác định vấn đề, rất có thể do pháp tắc tinh thi. Thời điểm vừa mới trùng kích đại la, nguyên bản tất cả rất tốt, nhưng hơn 200 sợi pháp tắc tinh thi kia đột nhiên hỗn loạn, dẫn đến tiên linh lực trong cơ thể hắn cũng đại loạn theo, mọi thứ sắp thành lại bại. Chẳng lẽ nguyên nhân do pháp tắc tinh thi quá ít, hàn lập âm thầm suy đoán, nếu như vấn đề từ pháp tắc tinh thi, ngoại trừ pháp tắc tinh ti quá ít, hắn không nghĩ ra nguyên nhân khác. Vấn đề này cũng không phải là không cách nào giải quyết, tìm một vài bảo vật ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc, dùng đại ngũ hành nguyễn thế quyết đem luyện hóa là được rồi. Chỉ là vật phẩm ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc chân quý, trong thời gian ngắn khó tìm. Hơn nữa, hiện tại trong cơ thể hắn đã có 200 thời gian pháp tắc tinh ti mà vẫn không đủ, muốn đạt yêu cầu trùng kích đại la cảnh, không biết cần tăng thêm bao nhiêu mới đủ, đồ vật chứa thời gian pháp tắc chắc chắn tốn không ít. Đúng rồi, sao ta lại quên mất với Nguyệt Thần Đăng, bên trong bảo vật này ẩn chứa rất nhiều lực lượng thời gian pháp tắc, chỉ cần rút ra một phần nhỏ, chắc chắn là đủ rồi. Hàn Lập bỗng vỗ đầu một cái, lật tay lấy ngọn Tuế Nguyệt Thần Đăng đoạt được trước đây không lâu ra. Ngọn lửa trong đèn vẫn tắt như cũ, trên đường, Hàn Lập nhiều lần có ý đổ thắp ngọn lửa lên một lần nữa, đáng tiếc vẫn luôn không thành công. Tuế Nguyệt Thần Đăng dù không thể thắp sáng nhưng vẫn tản mát ra ba động thời gian pháp tắc cường đại như cũ. Hàn lập lập tức thi triển đại ngũ hành huyễn thế quyết mấy đồ vật chân ngôn bảo luân hiện lên lần nữa. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, năm lực lượng thời gian pháp tắc cuốn lấy nhau, áp xúc về một nơi, hình thành một vòng sáng màu vàng thô to. Trong mắt Hàn lập hơi híp, hai tay ấn vào hư không. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vòng sáng vàng thô to thu nhỏ lại, hóa thành một cái vòng tròn màu vàng, xoay tròn, truyền ra lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ. Sắc mặt Hàn lập khẽ vui rồi lập tức biến mất, bấm tay một cái. Vòng tròn màu vàng bắn ra, bao trùm tuế nguyệt thần đăng, mau chóng chuyển động. Một lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ bao phủ tuế nguyệt thần đăng, ý muốn rút thời gian pháp tác trong đó ra ngoài. Thế nhưng trước kia mọi việc đều thuận lợi, lần này đại ngũ hành huyễn thế quyết lại thất bại, mặc cho vòng tròn màu vàng chuyển động như thế nào, lực lượng thời gian pháp tác trong tuế nguyệt thần đăng vẫn lù lù bất động. Chẳng lẽ vì phẩm cấp tuế nguyệt thần đăng quá cao? Hàn lập đang cân nhắc, lại thúc giục vòng tròn màu vàng một lát, nhưng vẫn tốn công vô ích liền ngừng tay trong lòng âm thầm suy đoán rồi cũng không có quá mức kinh ngạc bởi tình huống này trước kia cũng từng có đó là khi hắn lấy được la bàn từ trong di tích chân môn môn trước kia Hàn lập cũng có ý đầu dùng đại ngũ hành Nguyễn Thế Quyết rút lực lượng thời gian pháp tác trong la bàn màu vàng kia ra cuối cùng kết quả thất bại hiện tại tuế Nguyệt Thần Đăng cũng thất bại xem ra cấp bậc đèn này và la bàn màu vàng kia không sai biệt lắm la bàn màu vàng kia có thể cao hơn một chút bởi Hàn lập miễn cưỡng điều khiển được tuế Nguyệt Thần Đăng còn la bàn màu vàng kia, hắn căn bản không thể dung chuyển mảy may. Hàn lập khẽ vuốt tuế nguyệt thần đăng, ngầm cười khổ thu lại. Hắn im lặng một lát, lập tức lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện, ban bố nhiệm vụ giao dịch trên đó, thu mua giá cao các đồ vật ẩn chứa thời gian pháp tắc. Mấy năm nay, Hàn lập giết người đoạt bảo khắp nơi, số lượng tiên nguyên thạch trên người rất nhiều, không cần lo lắng vấn đề tiên nguyên thạch. Hiện tại, ngoại trừ luân hồi điện, hắn nhất thời không tìm được biện pháp nào khác thu thập bảo vật ẩn chứa thời gian pháp tắc chỉ có thể từ từ chờ đợi làm xong việc này, Hàn lập nhắm mắt tĩnh tỏa một lát, lần nữa vận hành đại ngũ hành nguyễn thế quyết ý định tìm kiếm vấn đề khác, kim quang lóa mắt bọc thân thể hắn lại. Thời gian trôi qua chút một, trong nháy mắt qua non nửa năm, trong mật thất, Hàn lập khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, quanh thân bao phủ trong một tầng hào quang màu vàng. xung quanh bộ năm đồ vật thời gian pháp tác nhộn nhịp, lơ lửng trong hư không, lên xuống nhấp nhô vây quanh hắn, ba động thời gian pháp tác nhộn nhạo trong trong toàn bộ mật thất. Đúng lúc này, Hàn Lập bỗng mở hai mắt, lông mày gấp gáp căng lại. Hắn đứng người lên, năm kiện đồ vật thời gian pháp tác lóe lên quang mang tới tấp, chui vào trong cơ thể hắn, thân hình hắn cũng biến mất khỏi chỗ cũ trong nháy mắt. Chỉ sau chớp mắt, Hàn Lập đã tới ngoài mật thất, đứng sau lưng Lam Nhan. Lam Nhan đang lúc kinh ngạc, liền bị Hàn Lập giữ chặt ngang cổ, cùng lúc một phù văn màu vàng như linh xà leo ra, quấn quanh người khiến cho nàng bất động tại chỗ trong nháy mắt, không cách nào cử động. Đắc tội, Lam Đạo Hiếu, hàn lập vừa dứt lời một tiếng nổ mãnh liệt từ bốn phía vang lên đỉnh núi nơi hắn đặt động phủ bị một lực mạnh trực tiếp phá mở gần nửa ngọn núi trực tiếp bị lật ra toàn bộ động phủ hiện ra dưới ánh mặt trời rực rỡ một tay hàn lập kẹp vào cổ lam nhan như cũ ngửa đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy trên trời cao một vương tỏa thủy tinh to lớn đang lơ lửng hình như hoa sen long lanh trong suốt một nữ tử váy xanh ngồi dựa trên đó da trắng nõn nà thân thể thướt tha dĩ nhiên chính là diệu pháp tiên tôn truy tìm mà đến. Người này chống tay một tay bên trái gương mặt, lông mày cao lại nhìn Hàn Lập, ánh mắt mang nhiều thần sắc chán ghét. Hàn Lập cảm nhận được ba động khí thức tu sĩ đại la trung kỳ từ trên thân truyền ra, con người khẽ co rụt lại, người này ngồi cao nhìn như thong rong lại có thể mang cho hắn lực áp bách còn đáng sợ hơn so với kỳ ma tử. Mà ở sau lương ả còn có hai tỷ nữ song sinh mang váy lụa mỏng màu xanh đứng, tuổi đều 16, dung mạo thanh thú, một người cầm trong tay bảo cái la tán, một người cầm khổng tước vũ phiến, khí thức trên thân cũng không yếu, có thể so với tu sĩ Thái Ất Sơ Kỳ. Ha ha, ta còn tưởng Gia hỏa có thể làm xà thiềm thất bại ngã xuống sẽ là nhân vật lợi hại thế nào, không nghĩ đến là loại hèn hạ chỉ biết lấy nữ tử yếu ớt làm bia đỡ đạn. Thật khiến người ta thất vọng, diệu pháp tiên tôn cười nhạo một tiếng, nói ra, tiền bối nói vậy, xem như có chút không công bằng. Vị lam đạo hiếu này cũng không phải nữ tử yếu ớt gì, lúc trước mặt ta bước bách thế nào, cũng không hàng phục, còn mấy lần tự tìm chết. Ta cũng bất đắc dĩ mới dùng cấm chế. Về phần bia đỡ đạn gì đó, cái này không phải cũng là do uy thế tiền bối bức bách, có chút bất đắc dĩ. Hàn Lập ra vẻ bất đắc dĩ nói. Lam Nhan nghe Hàn Lập nói nhảm như vậy, cũng liền hiểu rõ hắn giúp bản thân mình thoát khỏi nghi ngờ phản loạn, trong lòng không khỏi sinh ra chút áy náy. Bị địch bắt, thế nào không chết, diệu pháp tiên tôn hơi ngồi dậy, mặt không thay đổi nhìn qua Lam Nhan một chút chỉ sau chớp mắt trên gương mặt trắng nõn của Lam Nhan sinh ra một tầng xương lạnh màu trắng cả người phát ra âm thanh ken két bị một tầng băng tinh màu lam nhạt bao phủ lại đầu ngón tay Hàn lập lóe lên ánh bạc một ngọn lửa màu bạc hiện ra mãnh liệt khó khăn chống đỡ băng xương Hàn khí từ trên thân Lam Nhan tràn tới thân hình lóe lên lùi lại tuy nhiên thân hình của hắn vừa rời khỏi trăm trược liền phát giác bầu trời trên đỉnh đầu tối sầm lại không biết từ lúc nào bảo cái la tán kia bay lên không trung bao phủ xuống đầu hắn mũi chân hàn lập đạp vào hư không, dưới chân phanh như thể rung động, thân hình tránh né chớp nhoáng. Tỷ nữ cầm tán kia liền điểm một chân vào mặt la tán, dáng người phiêu diêu vũ động, tựa như toàn thân nhẹ múa, bước đi bất định. Bảo cái la tán liền biến hóa theo bước chân, không ngừng thay đổi phương vị, từ đầu đến cuối bao phủ trên đỉnh đầu hàn lập. Một tỷ nữ khác cầm quạt phiến, thân hình xuất hiện bên người lam nhan, đưa tay qua thân nàng một vòng, tầng băng tinh bao phủ nàng liền tan ra, cả người bị tóm lấy, Tiền nữ tiện tay quăng ra, nàng liền bay trở về bên cạnh Diệu Pháp Tiên Tôn. Đệ tử bái kiến Diệu Pháp Tiên Tôn, Lam Nhàn thần hình hơi ổn, lập tức quỷ gối nói: "Lam Nguyên tử đâu, sống hay chết?" Diệu Pháp Tiên Tôn không có nhìn nàng, thuận miệng hỏi: "Ca ca huynh ấy?" Lam Nhàn vừa nghe tới Lam Nguyên tử, mũi có chút cay cay. Chương 1143: Tai kiếp khó thoát. "Được rồi, nếu không phải ta có chút giao tình với sư phụ các ngươi, giờ phút này ngươi cũng nên nhận lấy cái chết." Cũng may người còn có chút khí tiết, không làm nhục uy danh cửu nguyên quan chúng ta trên tay tặc nhân này, giờ qua một bên đợi đi. Diệu Pháp tiên tôn thấy vậy, thấp giọng trách mắng. Lam nhàn sau khi nghe xong, lập tức đứng dậy ra sau vương tỏa thủy tinh đứng, khoanh tay đứng một cách quy củ, chỉ là lúc ánh mắt nhìn về phía hàn lập ẩn ẩn có chút lo âu. Bên kia, tên tỷ nữ cầm quạt kia ném Lam nhàn ra sau, sau đó đuổi theo, khổng tước vũ phiến trong tay bỗng nhiên vung lên, từng luồng từng luồng gió lốc màu xanh từ trên quạt tuôn trào ra, quét ngang về phía Hàn Lập. Hàn Lập lo tránh né bảo cái la tán, không rảnh bận tâm gió lốc, lúc thấy gió lốc đánh tới, hắn vậy mà không tránh không né, trực tiếp nghênh đón. Ngay lúc gió lốc sắp động thân, chân ngôn bảo luân trong cơ thể hắn nghịch chuyển, muốn mượn gió thổi, cực nhanh thoát đi nơi đây. Đối phương đến gần như thế mình mới phát giác, Hàn Lập tin chắc rằng, thực lực người này cường đại, cũng không phải chính mình có thể chống lại cho nên hắn không có suy nghĩ liều chết đối kháng chỉ cầu có thể mau chóng thoát thân nhưng mà khi hắn tiếp xúc từng cỗ gió lốc màu xanh kia lập tức giật mình thấy có chút không đúng hàn lập cảm thấy thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ phảng phất xương cốt đều trở nên hơi tê dại cả người chẳng những không lướt gấp đi được ngược lại bị cơn gió lốc này nâng lên một chút thân bất do kỷ bay thẳng lên không cùng lúc đó bảo cái la tán đang che trên đỉnh đầu cũng phát ra một lực hút cường đại không gì sánh được trực tiếp hút thân thể hàn lập vào trong thân hình hắn vừa mới tới gần, liền bị từng phù văn xiềng xích trên thân rủ rủ xuống quấn quanh, trực tiếp cột vào trên cán rủ. Mặt dù cũng lập tức từ bốn phía gấp lại, phần phật một cái bao cả người hắn lại. Hàn lập thân ở trong đó, cảm thấy tiên linh lực quanh thân đều bị phong kín, toàn thân phảng phất như không xương, không để nổi nửa phần lực lượng. Tỷ nữ cầm dù thấy thế, vẫy tay, khép kín la tán màu xanh lá, lập tức nó thu nhỏ gấp đôi, bay ngược trở về, hai tay nàng chụp lấy, ôm ở trong ngực, tì nữ cầm quạt kia cũng lập tức nâng bảo phiến lên quay người phục mệnh lại bị bắt dễ dàng như vậy lam nhan thấy cảnh này nhất thời có chút khó tin chỉ là thái ất tiểu tặc uổng cho hai huynh muội các ngươi liên thủ cũng không bắt được lại còn hao tổn thêm tên xà thiềm diệu pháp tiên tôn thấy vậy cười nhạo một tiếng nói ra cổ họng lam nhan hơi giật giật cuối cùng cũng không nói gì nhưng vào lúc này tì nữ ôm bảo cái la tán trong ngục bỗng nhiên nhướng mày nhìn lại trong ngực chỉ thấy trên mặt dù xuất hiện một cơn chấn động chập trùng, dường như Hàn Lập đang dẫy dụa bên trong. Tiến vào trong chấn nguyên la thiên tán của tiên tôn nhà ta, dù là tiên nhân đại la bình thường cũng khó chạy thoát, người còn muốn dẫy dụa đi ra. Nàng nhịn không được cười khẩy nói, nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt liền nhịn không được kinh hô một tiếng, trực tiếp ném bảo tán trong tay ra. Chỉ thấy mặt dù la thiên tán có một sợi khói xanh lượn lờ chui ra, đúng là bị ngọn lửa đốt ra một cái lỗ lớn chừng đầu ngón tay, một chùm ngọn lửa bảy màu từ lỗ đó lảo đảo ló ra, lại tựa như mọc ra một đóa kỳ hoa bảy màu vậy. Ngay sau đó, ngọn lửa kia vù một tiếng vọt lên trên, một ngân diễm tiểu nhân từ lỗ nhỏ xông ra, hai tay bỗng nhiên mở ra, thân hình trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một đầu ngân diễm hỏa điều to lớn. Lúc hai cánh nó mở rộng, đạo đạo hỏa diễm hừng hực, như là hỏa vũ lưu tinh bắn ra, lao thẳng về phía bọn người Diệu Pháp Tiên Tôn. Tì nữ cầm quạt kia thấy thế, không tước vũ phiến trong tay liên tục chấp động, trong nháy mắt đánh bay tất cả hỏa diễm. Mà ngay lúc đó, thân ảnh Hàn Lập cũng từ trong bảo tán xông ra, thân hình chớp nhoáng một cái, chạy trốn về nơi xa. Ngân diễm hỏa điều cũng theo sát phía sau, hóa thành một đạo ánh lửa màu bạc, phi nhanh đi. A, à, tinh viêm hỏa điều đã thôn phệ thất thải hỏa đan xa, thật đúng là hiếm thấy. Xem ra đích thật là có chút ngoài dự liệu, bất quá muốn thoát khỏi lòng bàn tay bản tôn, vẫn còn có chút si tâm vọng tưởng. Thấy Hàn Lập thoát đi, Diệu Pháp Tiên Tôn cũng không nóng lòng, chỉ chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm nói ra. Sau một câu nói, hai cánh tay thon dài mảnh khảnh của nàng hợp lại trước người, bàn tay lập tức lóe lên tinh quang, trong nháy mắt trở nên thông thấu oánh khiết tựa như băng tinh. Ngưng, chỉ thấy môi mỏng của nàng khẽ nhúc nhích, giữa răng môi lại có từng tia từng tia hơi trắng thoát ra. Chỉ một thoáng, trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức rung động ken kết, một tầng sương mù lan tràn ra, toàn bộ hư không đều đông kết theo. Hàn lập trong nháy mắt đã xông ra xa vạn dặm, phát giác hư không bốn phía biến hóa mảy may bất chấp thứ khác vội vàng thu tinh viêm hỏa điều vào thể nội tăng tốc gấp đôi thân hình bắn tới nhưng mà theo chung quanh dị hưởng không ngừng trước người hắn đột ngột từ dưới đất mọc lên một bức tường băng tinh lấp kín cao lớn trực tiếp xuyên vào không trung ngăn con đường phía trước lại tâm niệm hàn lập vừa động thiên sát chấn ngục công trong có thể toàn lực vận chuyển huyền khiếu quanh thân sáng lên như sao đêm trên một cánh tay sáng lên quang mang sáng như tuyết mượn khí thế lao tới tung ra một quyền về bức tường băng tinh phía trước âm một tiếng vang thật lớn trên đầu quyền hàn lập nở rộ bạch quang như kiêu dương nổ tung đánh vào trên tường thành ẩn chứa lực lượng băng thuộc tính pháp tắc kia cả tòa tường thành băng tinh chấn động kịch liệt chính giữa ẩm vang từng vòng từng vòng vết nứt hình khuyên lấy chỗ quyền ảnh của hàn lập đánh làm tâm điểm khuếch tán ra cơ hồ trên cả mặt tường thành nhưng mà tòa tường thành nguy nga đứng lặng kia đúng là ngạnh sinh nhận một kích này nhưng không bị vỡ nát ra trong lòng Hàn Lập lo lắng, muốn tung thêm một quyền phá vỡ nó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nổi lên bông tuyết bay lả tả, một trận gió lốc thổi vòng quanh một đoàn tuyết rơi vào trên đầu thành, lóe ra bạch quang mông lung, từ đó hiện ra một bóng người màu xanh lục dáng vẻ thướt tha mềm mại, tự nhiên chính là Diệu Pháp Tiên Tôn. Mũi chân nàng rơi vào trên tường thành, trong nháy mắt trên băng tinh tường thành có một tầng bạch quang lan tràn ra, vết nước trên thân tường theo đó bắt đầu lấp đầy, trong khoảnh khắc đã khôi phục như thường trong linh vực của ta, người không trốn thoát được, thúc thủ chịu trói đi, sẽ ít bị đau khổ hơn. Diệu pháp tiên tôn ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống Hàn Lập, nói ra. Hàn Lập không để ý đến lời nói của nàng, chân ngôn bảo luân trong thể nội cực tốc nghịch chuyển, thân hình bay ngược ra sau, đồng thời hai tay liên tục bấm pháp quyết, định triệu hoán lôi trận chi thuật, truyền tống rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, không đợi bên cạnh hắn sáng lên quang mang lôi điệt, trên đỉnh đầu liền có một mảnh to lớn bông tuyết băng tinh hình sáu cạnh bao phủ, trên đó lóe lên tinh quang màu lam từ phía trên chiết xạ ra sáu đạo huyễn quang màu lam chỉ thấy huyễn quang màu lam kia từ bốn phía rủ xuống lập tức hóa thành sáu mặt tinh bích màu trắng vây hàn lập ở trung tâm trên tinh bích hàn khí đại tác lôi điện quang mang trên thân hàn lập lập tức ảm đạm không gian xung quanh tựa hồ trong nháy mắt bị đông cứng mà liên hệ giữa hắn và thiên địa chung quanh trong nháy mắt bị chặt đứt cùng lúc đó trên tinh bích lóe lên bạch quang mặt ngoài vậy mà rát lên một tầng ngân quang biến thành sáu mặt tấm gương màu bạc. Trên mỗi mặt kính, tất cả đều chiếu dọi ra một thân ảnh hàn lập, chỉ là thần sắc động tác tất cả đều không giống nhau, có mặt lạnh nhạt nhìn thẳng hàn lập, có mặt mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, có cái khoanh tay, căn bản không nhìn tới hắn. Hàn lập thấy thế, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím, vội dùng thần thông cửu u đồng dò xét, thấy rõ hình ảnh bốn phía ngưng tụ không tan này chỉ có bề ngoài, bên trong không thấy sinh cơ lưu chuyển. Vững tin là huyến tượng, hàn lập hoàn toàn yên tâm, thiên sát chấn ngục công trong cơ thể toàn lực vận chuyển, nâng lên một quyền nện xuống một mặt kính trong đó. Nhưng mà, theo động tác hắn huy quyền, thân hình sáu người trên mặt kính kia cũng khẽ động theo, đồng dạng vung nắm đấm đập tới hắn. Chỉ là huyến tượng, cũng muốn ngăn ta, hàn lập quát lớn một tiếng, cánh tay hắn chấn động, lực đạo huy quyền chẳng những không giảm, ngược lại tăng lên gấp bội đập tới phía trước. Nương theo một tiếng vang ầm ầm thật lớn, thân thể hàn lập cũng kịch liệt chấn động. Nắm đấm của hắn vừa chạm đến mặt kính, trong nháy mắt có sáu cánh tay trong tấm gương bên người vung ra, mỗi một nắm đấm đều rắn chắc đập lên trên người hắn. Hàn lập cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, xương cốt trên thân giống như bị nện đến tan ra thành từng mảnh. Hàn khí bốn phía trên băng kính càng ngày càng thịnh, quanh thân hàn lập đã nổi lên một tầng xương trắng, tiên linh lực lưu chuyển trong cơ thể tựa hồ cũng bị ngưng trệ. Tâm niệm hắn khẽ động, thiên sát chấn ngục công và chân linh huyết mạch trong thể nội đồng thời vận chuyển, thân hình bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, hóa thành hình tượng cự ma ba đầu sáu tay phá cho ta sắc mặt ba đầu lâu khổng lồ ngưng tụ đồng thời há miệng hét to thân hình theo đó mạnh mẽ vận chuyển như con quay chuyển động tại chỗ sáu cánh tay trắng kiện đồng thời vung ra chia ra đánh tới mỗi một mặt băng phong nguyễn kính rầm 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 chỉ nghe sáu âm thanh oanh minh đồng thời vang lên một cỗ lực lượng vô cùng to lớn từ trong băng kính bộc phát ra bay thẳng đến sáu mặt kính làm rung mạnh không thôi trên đó rung động ken két nhao nhao hiện ra từng vết nứt hàn lập thấy thế mừng rỡ trong lòng đang muốn công kích thêm, cho thấy trên mặt kính sáng lên lam quang, trên mặt kính xuất hiện sương hoa trắng lóa như tuyết, mặt ngoài tất cả vết nước lập tức chữa trị như lúc ban đầu. Mà trong kính hiện ra sáu hình ảnh thần ma, cũng đều nhao nhao huy động cánh tay, đánh tới phía Hàn Lập. Một trận thanh âm nổ đùng liên tục vang lên theo, trên thân Hàn Lập lập tức bị quyền nện xuống như mưa. Lực đạo khổng lồ không ngừng đập xuống, Hàn Lập cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn đứt gãy, trong đó còn có một quyền đánh trúng sau ót hắn, nện đến thần hồn có chút chấn động. Sau một trận cuồng nện, các bóng trong kính rốt cuộc thu tay, đình chỉ công kích. Làm sao có thể, thân hình Hàn Lập đã khôi phục hình dáng bình thường, ngồi trên mặt đất, nửa ngày không nhúc nhích. Một trận loạn quyền này qua đi, hắn không còn dám tùy ý xuất thủ nữa, chỉ có thể vận chuyển cửu U Ma Đồng tiếp tục xem xét bốn phía, chỉ là nhìn hồi lâu, vẫn không thu hoạch được gì. Đừng uổng phí sức lực nữa, bằng chút tu vi của ngươi, không phá được băng phòng huyến kính của ta đâu, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta về cửu nguyên quan, chờ bị xử lý đi. Diệu Pháp Tiên Tôn ở bên ngoài nhìn thấy rõ hành động Hàn Lập, cảm thấy hắn đã vô lực chống cự nên có chút buồn cười, mở miệng châm chọc. Chương 1144, cơ hội duy nhất. Hàn Lập giả câm giả điếc đối với lời Diệu Pháp Tiên Tôn nói, một mặt thúc dục công pháp kìm nén khí tức quấy nhiễu phát ra ngày càng cực hàn hơn, một mặt đánh giá băng kính sáu mặt chung quanh. Sau một lúc lâu, hắn bỗng khẽ động tâm niệm, bàn tay vừa dơ lên, trong lòng bàn tay lập tức lóe lên quang mang, một ngân diễm tiểu nhân với ngọn lửa bảy màu trên đầu hiện ra, hạ xuống lòng bàn tay hắn. Hàn lập liền dò xét qua bốn phía băng kính, trên băng kính quả nhiên chỉ có bóng của hắn, không thấy hình ảnh tinh viêm hỏa điều. Xem ra huyến kính lấy lực lượng pháp tắc băng thuộc tính ngưng tụ thành, không thể biến ảo ra ảnh phản chiếu hỏa thuộc tính, vậy thì dễ xử lý. Trong lòng Hàn Lập vừa suy nghĩ đã giơ một ngón tay lên, điểm vào một trong các mặt băng kính. Ngân diễm tiểu nhân vốn tương thông với tâm niệm hắn nên đã sớm hóa thành ngọn lửa quấn quanh cánh tay hắn. Ngọn lửa từ đó bắn ra khỏi đầu ngón tay, giống như một viên kim cương lửa đâm sâu vào mặt kính. Quả nhiên, băng kính nhìn như không thể phá vỡ bắt đầu tan ra, mặt ngoài vốn tĩnh lặng như mặt hồ lại có từng gợn sóng nhấp nhô. Hừ, có cả tinh viêm hỏa điểu, quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc người không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Diệu pháp tiên tôn thấy thế, đôi mi thanh tú cao lại, dáng người yểu điệu hạ xuống phía dưới, đang muốn đáp lên trên băng phòng huyễn kính. Nhưng đúng lúc này, hư không bốn phía bỗng chấn động kịch liệt, một làn gió ấm áp chợt thổi nhẹ từ hướng đông nam tới. Tư thế hạ xuống của Diệu Pháp Tiên Tôn lập tức ngừng lại, bay người lên một lần nữa, đứng trên tường thành băng tinh kia, nhìn về nơi xa. Nơi chân trời đông nam, một bóng người đỏ lửa, chân đạp trên một đám mây dáng đỏ, bay như tên bắn đến. Theo thân hình ả di chuyển, phong vân nửa bầu trời phía sau người đột biến, những đám mây lửa cháy cuồn cuộn như sóng lửa không ngừng tuôn ra, toàn bộ khí tức trong hư không đều trở nên nóng bỏng, gấp gáp. người được khí tức người kia, diệu pháp tiên tôn đứng trên tường cao không khỏi cao mày, ánh mắt lóe lên thần sắc chán ghét rõ ràng. cách xa nhau ngoài ngàn trượng, bóng người đỏ lửa kia ngừng lại, đứng trên hỏa vân, nhìn sang bên này. a, à, ta tưởng là ai, hóa ra là diệu pháp tiên tôn. ở đây ta đang đuổi giết một tên đào phạm trên chu tiên bảng, người có từng thấy không? sau khi dừng lại, bóng người đỏ lửa kia ra vẻ kinh ngạc che miệng nói ra. Ở đây chỉ có một tên phạm nhân của cửu nguyên quan ta, hiện đã bị bắt quy án, xích mộng tiên tử nếu muốn tìm người, tốt hơn là đi nơi khác. Diệu pháp tiên tôn nghe vậy, lạnh giọng trách mắng, nguyên lai bóng người đỏ lửa kia không phải ai khác, chính là xích mộng, cũng đến đây đuổi bắt hàn lập. Vậy thật là trùng hợp, người kia cũng là tên trọng phạm nổi danh trên chu tiên bảng thiên đình, nếu tiên tôn bắt được, vừa vận chuyển giao cho ta, sau đấy ta sẽ tự bẩm lên thiên đình, phong thưởng cho cửu nguyên quan các ngươi một phần xích mộng nghe vậy nhìn qua băng phong huyễn kính cười hì hì nói mọi việc đều phải coi trọng tới trước tới sau người này ta đã bắt được trước dĩ nhiên là mang về cử nguyên quan chịu thẩm vấn trước chờ chúng ta hỏi tội rõ ràng sẽ giao cho các ngươi xử trí thiên đình không phải coi trọng quy củ nhất sao diệu pháp tiên tôn không nhường chút nào lạnh lùng đáp lại tới trước tới sau câu nói này đúng là không sai chỉ là người này ngươi coi cho rằng thật sự đã bắt được xích mộng nghe xong mỉm cười hỏi diệu pháp tiên tôn nghe vậy lông mày cao lại thần sắc khẽ biến chỉ thấy phía sau tường thành băng tinh trên mặt đất kia chẳng biết từ lúc nào có một đám kiến lửa màu đỏ lít nha lít nhít chui ra từ dưới đất đang không ngừng tấn công băng phong huyễn kính vây khốn hàn lập thân kiến có ngọn lửa sền sệt bám vào sau khi nó bỏ qua những nơi dọc đường đi qua lập tức bị ngọn lửa nóng bỏng không gì sánh được đốt cháy lưu lại từng khe rãnh cực sâu chỉ là trên băng phong huyễn kính vốn có lực lượng pháp tắc cực hàn kèm theo khi kiến lửa bò lên trên đó là lúc băng lửa gặp nhau, liều chết giao phong. Ngọn lửa trên thân kiến lửa tiêu hao nhanh chóng, thường thì bò hơn một tấc sẽ hao hết nhiệt lượng, bị đông cứng trở thành băng tinh. Thế nhưng số lượng kiến lửa thực sự quá nhiều, cho dù mỗi con không phát huy quá nhiều công hiệu, khi tập hợp cùng một chỗ thì chính là một lực lượng mạnh mẽ không thể khinh thường. Hàn lập bị nhốt trong băng phong huyến kính căn bản không biết được biến cố bên ngoài, nhưng vẫn lấy lực lượng tinh viêm hỏa điều không ngừng đục xuyên qua phong tỏa của băng kính. Ngay khi toàn thân hắn như thể bị hàn khí xâm nhập, tay chân cũng bắt đầu hơi cứng lại, ngân diễm quấn quanh đầu ngón tay hắn rốt cuộc truyền đến một tiếng phốc nhỏ. Mặt băng phong huyễn kính này, xuyên, trong lòng hàn lập hơi động, vội vàng thi triển lực lượng toàn thân, nâng nắm tay lên, đập thẳng một quyền xuống chỗ thủng trên mặt kính. Loảng xoảng một âm thanh lanh lảnh vang lên, sáu mặt băng phong huyễn kính đồng thời vỡ tan, bóng người hàn lập từ trong sông ra. Hàn lập thấy mảnh băng kính vỡ chưa tan đầy đất, vậy mà đã có vô số kiến lửa tranh nhau chen lấn bỏ tới phía hắn, trong lòng không khỏi căng thẳng, không cần biết rõ tình huống trước mắt, thân hình vội vàng nhảy lên, định phi độn rời đi. Lúc này, khóe mắt hắn liếc qua liền thấy bóng rượu pháp tiên tôn đã cuốn vào trong một làn gió tuyết, từ đầu tường nhẹ nhàng hạ xuống, đuổi sát tới hắn. Hàn lập nhất thời kinh hãi, vội vàng nghịch chuyển chân ngôn bảo luân trong cơ thể, thân hình lao nhanh tránh né. Giờ phút này, sau lưng diệu pháp tiên tôn còn có một bóng người đỏ lửa đuổi sát tới, khuôn mặt đầy vui vẻ kêu lớn. Nếu tiên tôn không thể bắt người này, vậy chúng ta đều dùng bản lĩnh, xem ai tới trước, ai tới sau. Một câu nói ra, đám mây lửa dưới chân ả lóe lên kim quang, toàn bộ đám mây giống như bắt đầu cháy rừng rực, phun ra từng đuôi lửa màu vàng, mang thân ảnh của ả vội vàng sông lên, trong nháy mắt vượt qua diệu pháp tiên tôn, đứng song song với Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập không ngừng kêu khổ, thật sự không nghĩ tới, một tu sĩ đại la trung kỳ đã khiến hắn sứt đầu mẻ chán, Vậy mà lại có thêm một tu sĩ Đại La trung kỳ cũng tuyên bố muốn truy sát. Sau khi xích mộng đuổi gần tới, bàn tay vừa nhấc, năm ngón tay trắng nõn bắt một cái, trong lòng bàn tay liền có một con hỏa diễm trường long há miệng rộng cắn về phía Hàn Lập. Hỏa long dù chưa tới gần, một lực lượng bỏng cháy đã cuồn cuộn xâm nhập đến, toàn bộ hư không cháy bỏng bắt đầu vặn vẹo. Hàn Lập chỉ cảm thấy hơi thở tắc nghẽn, thân hình đang tiến về phía trước bị hư không dùng một lực lượng vô hình ngăn cản, tốc độ liền chậm lại mắt thấy sắp bị lửa mạnh trong miệng trường long bao phủ, một ngọn lửa bạc từ trên đầu vai hắn hiện lên, gào thét vào tới cánh tay. Hàn lập lập tức vung tay lên, một đầu hỏa điều khổng lồ theo đó sinh ra từ trên cánh tay, há to miệng lớn cắn phủ đầu hỏa long kia. Dưới một nhát cắn của tinh viêm hỏa điều, gần phân nửa đầu rồng đã bị cắn mất, thân rồng nhô ra cũng rụt về. Chỉ là khi đầu rồng chui vào miệng, ngọn lửa trên đó không hề bị hỏa điều hấp thu ngay lập tức mà vẫn giống như có sinh mệnh, kịch liệt dẫy ruộng, không ngừng có ngọn lửa lác đác bắn tung tóe. Hàn Lập cảm thấy toàn bộ cánh tay như gặp phải dầu sôi, bỏng không chịu nổi nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cố nén. Mắt thấy hành động lần này của tinh viêm hỏa điểu, xích mộng không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười nói a, lại còn có tinh viêm hỏa điểu, còn từng cắn nuốt qua thất thải hỏa đan xa, tiểu gia hỏa này, thuộc về ta. Dứt lời, đôi mắt xinh đẹp của à ngưng lại, ngọn lửa trên người nhảy lên, trong nháy mắt thân hình đã gần sát Hàn Lập ả à, vừa đến gần một chút hàn lập liền cảm thấy làn da khắp người như gặp phải dầu sôi chiên nấu máu trong cơ thể cũng đồng thời giống như sôi lên sao động bất an trong mạch máu trào lên không ngừng khuôn mặt hàn lập đỏ bừng lên hai mắt sinh ra vô số tơ máu tiên linh lực trong cơ thể không phải vận chuyển không thông như trước mà lại có chút không thể khống chế bắt đầu trở nên ngày càng cuồng bạo người trẻ tuổi thì nên sôi trào nhiệt huyết mới đúng chứ đến đây để bồn tiên tử cho ngươi thêm ngọn đuốc xích mộng tươi cười xinh đẹp vừa nói vừa tiện tay kết động pháp quyết. Khi đang nói chuyện, Hàn Lập liền cảm thấy nhiệt độ bốn phía bỗng tăng lên không dưới 10 lần, một đoàn huyễn quang màu trắng đột nhiên từ dưới thân hắn dâng lên, phạm vi chừng ngàn trượng, phía trên ngưng tụ thân ảnh một con tam túc kim ô dương cánh, không ngừng bốc lên hỏa diễm hừng ngực. Trong nháy mắt bóng người Hàn Lập bị ngọn lửa nuốt sống vào, giống như bị ném vào lò đan luyện đan sư, bất kể hắn giãy dụa thế nào, đều không thể chạy thoát. Cũng may tinh viêm hỏa điểu sớm hóa thành một lớp áo ngoài bằng lửa bạc, bao trùm quanh thân hắn, nếu không giờ này máu thịt của hắn đều đã bị liệt diễm này thiêu cháy, luyện ra không ít dầu mỡ. Thế nhưng dù là như vậy, Hàn Lập vẫn cảm thấy nóng như thiêu, thần hồn muốn nứt. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu lảnh lót bỗng vang lên. Một con băng phượng to lớn lăng không sinh ra, giang rộng hai cánh bay nhào tới. Hai cánh của nó chấp động, từng trận cuồng phong cuốn theo phong tuyết cực hàn bao trùm. Phong sáng hỏa diễm nhận thấy phong tuyết băng phượng tới gần, lập tức xoay tròn mãnh liệt, trên đó tuôn ra hỏa diễm, giống như vòi rồng lửa bay thẳng lên không trung, va chạm với băng phượng ầm ầm. Chỉ một thoáng, trong phạm vi vạn dặm hơi trắng bốc lên dữ dội, mọi vật trở nên không rõ, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống rất nhiều. Diệu pháp tiên tôn, xem ra cửu nguyên quan các người muốn cùng ta đối nghịch, cùng thiên đình đối nghịch phải không? Lông mày xích mộng nhíu lại, nhìn về phía diệu pháp tiên tôn đang đuổi theo sau, cười lạnh nói. Ta vốn đã bắt giữ hắn, là người phá hỏng quy củ trước, đừng trách ta ăn miếng trả miếng. Trên dung nhan tuyệt mỹ của diệu pháp tiên tôn không có nửa điểm biến hóa thần sắc, lãnh đạm trả lời. Tốt tốt tốt, nếu chúng ta không ai nhường ai, cùng lắm thì ngươi và ta phân thắng bại trước, người thắng dẫn hắn đi, người thua từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, được chứ? Xích mộng cười nói, đang có ý này, diệu pháp tiên tôn lườm ả à một chút, nói ra, khi hai người nói chuyện, các loại sao động trong cơ thể hàn lập bất giác hóa giải rất nhiều, không gian xung quanh bị hỏa diễm áp chế cũng bị giảm đi do băng phượng tập kích. Hàn Lập liền cảm thấy quanh thân buông lỏng, nhưng trong lòng thì không dám mảy may buông lỏng. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, chương 1145 lại bị cầm tù. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, nhân cơ hội này toàn lực vận chuyển thiên sát chấn ngục công. Chân linh huyết mạch trong cơ thể cũng tùy thời bị điều động. Chỉ thấy ô quang bừng lên quanh thân thể hắn, kèm theo một tầng ma khí phun trào mãnh liệt. Ngay sau đó là một loạt những tiếng nổ ầm, Ầm, vang vọng khắp không trung, một tia chớp màu bạc bỗng nhiên lóe lên giữa ma khí dày đặc. Ngân quang bừng lên rực rỡ hóa thành một thân ảnh khổng lồ xông ra từ biển sương mù cuồn cuộn. Đó là một đầu phi cầm khổng lồ, thân mình dài khoảng trăm trượng với ba cái đầu không giống nhau. Mọc ở chính giữa chính là cái đầu bạc của Lôi Bằng, với vô số những tia điện ngân bạch quấn quanh đang không ngừng run rẩy nhẹ nhẹ. Hai bên trái phải lần lượt là hai cái đầu của Thiên Phượng và Thanh Loan với hỏa diễm hừng hực và thanh phong cuồn cuộn trên mình phi cầm ba đầu mọc ra cặp cánh hai màu lam xích. Phần đuôi cự cầm thất tha xòe rộng, nổi bật bảy chiếc lông đuôi với xích diễm lượn lờ. Dưới thân là cặp chân cực lớn với bộ móng vuốt màu bạc cong cong như móc câu vô cùng sắc nhọn, ngưng tụ từng đoàn từng đoàn lôi quang bàng bạc. Cự cầm giang rộng hai cánh, khoảng không phía dưới liền xuất hiện hai luồng gió lốc màu xanh rung động ầm ầm, sau đó nổ tung tạo thành hai luồng khí lưu phô thiên cái địa, lập tức đẩy thân thể cự cầm vọt lên không trung trong nháy mắt phía đuôi và cánh chim cũng không ngừng phun ra xích diễm, lấp lông vũ bao phủ thân mình cự cầm còn tuôn ra vô số tia điện bàng bạc. Thân thể cự cầm lóe lên hào quang theo chấp động lôi điện rồi lập tức biến mất, thoát một cái đã vọt ra ngoài vạn dặm. Tiếp tục chấp động vài lần nữa, đã vượt qua quãng đường mấy vạn dặm. Loại biến thân cự cầm này do Hàn Lập dung hợp thiên sát chấn ngục công với ba loại chân linh huyết mạch bao gồm lôi bằng, sau đó tiến hành ma hóa mà thành. Ô, muốn chạy, xích mộng phát giác được dị trạng, cảm thấy ngoài ý muốn, nhíu mày khẽ hô lên diệu pháp tiên tôn cũng không tiếp tục dây dưa nữa thân hình bắt đầu hư hóa ở giữa không trung biến thành một mảng tuyết bay bay cấp tốc truy đuổi a à, xem ra thực sự có chút năng lực a à. thú vị vô cùng thú vị khóe miệng xích mộng khẽ nhếch lên thần sắc không hề lo lắng chút nào nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái dưới chân lập tức đại thịnh ánh lửa hóa thành một áng mây hồng đưa thân hình nàng bay vụt đi hiện giờ hàn lập đang liều mạng phi độn về phía trước Tốc độ của hắn lúc này đã vượt xa bình thường, cũng không thua kém truyền tống bằng lôi trận là bao. Huống hồ so với việc sử dụng lôi trận lại có thêm tính liên tục, quả thực thủ đoạn chạy trốn này không chê vào đâu được. Nhưng chẳng bao lâu sau, hư không phía trước hắn bỗng nhiên có tiếng nổ lớn. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, mảnh thiên địa trước mặt hắn bỗng nhiên tối sầm, biến thành một mảnh bão tuyết trắng xóa, phô thiên cái địa. Cử cầm do Hàn Lập biến thành vừa mới tiến vào mảnh bão tuyết, cảm giác như đụng phải một bức tường gió tuyết vô kiến bất tồi con đường tiến về phía trước lập tức bị ngăn trở, tốc độ lập tức giảm nhiều. Hắn thật sự cảm thấy bất ngờ, phạm vi của linh vực này rộng lớn khiếp người, cảnh tượng bên trong rõ ràng thuộc về tạo vật cảnh, giống như tường băng và bão tuyết lúc trước. Hơn nữa, uy năng vượt xa bất kỳ ai trước đây hắn từng giao thủ. Từ đây có thể thấy được, sự khác biệt giữa tu sĩ đại la trung kỳ và sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối không thể hiểu khái quát đơn giản là một cái tiểu cảnh giới. Hàn lập không thể suy nghĩ nhiều, Đồng thời huy động lực lượng chân linh và tiên linh lực, há miệng hú một tiếng bén nhọn. Ba cái đầu chân linh đồng thời há miệng, lần lượt phun ra một cơn gió lốc màu xanh, một quả cầu lôi điện bàng bạc và một luồng hỏa diễm đỏ thẫm. Ba loại công kích bất đồng ở giữa không trung dung hợp với nhau, hóa thành một cột sáng rực rỡ phóng thẳng về phía trước. Giữa màn tuyết trắng bao trùm hư không đột nhiên xuất hiện một cột sáng rực rỡ uyển lệ, bên trong còn phát ra tiếng sấm đi đùng va dội, trực tiếp xé rách bão tuyết tưởng chừng như vô biên vô hạn mở ra một thông đạo cực lớn, dài đến mấy vạn dặm. Thân thể khổng lồ của Hàn Lập cấp tốc xuyên qua không gian bão tuyết, hai cánh cật lực vung vẩy, xoạt một cái, thoát khỏi phạm vi linh vực. Ra khỏi mảnh xương mù âm trầm kia, tầm nhìn của hắn lập tức rộng rãi thoáng đãng hẳn. Hắn nhìn phía dưới chân mình một chút, phát hiện toàn bộ đại địa bên dưới đã chuyển từ mùa hè nóng nực thành giá rét cực độ, thuần túy là cảnh tượng ngàn dặm đóng băng trắng xóa. Hàn Lập, một tiểu tu sĩ thái ất cảnh như ngươi cũng có không ít thủ đoạn đấy. Để xem lần này ngươi chạy đi đâu." Không đợi Hàn Lập sợ hãi thán phục xong, thanh âm của Diệu Pháp Tiên Tôn đã từ phía sau truyền đến. Vừa dứt lời, trước mắt Hàn Lập bắt đầu xuất hiện một luồng khí âm lãnh mông lung, dưới phủ đại địa, trên tiếp trời xanh. Hàn Lập liếc mắt một cái đã biết được đây chính là pháp thuật tường băng lúc trước ngăn cản hắn. Nội tâm hắn vô cùng căng thẳng, chân ngôn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển cực nhanh, hiện đã đến cực hạn, tốc độ vậy mà lại tăng lên gấp đôi chỉ thấy hàn khí mông lung như hơi nước từ trên tường băng tràn lan rơi xuống hàn khí đi tới đâu nơi đó lập tức hóa thành băng tinh chỉ trong chớp mắt đã phủ kín quá nửa tường băng nội tâm hàn lập vô cùng khẩn trương thân hình vùn vụt lao đi sát mặt đất hai cánh khép lại hướng về nơi hàn khí chưa kịp lan đến với tốc độ cao nhất tuy tốc độ của hắn nhanh vô cùng nhưng vẫn như cũng không theo kịp hàn khí mắt thấy tường băng sẽ triệt để khép lại nhưng đúng lúc này cặp mắt lôi bằng chợt có lôi quang chớp động Hai khối lôi cầu vốn áp súc, tụ lực ở song chảo bấy lâu lập tức phóng ra, đánh thẳng vào đáy tường băng. Tình huống quả thật như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng lôi minh nổ vang trời. Ầm, um, tiếng nổ vừa dứt, tường băng vẫn chưa triệt để đông lại, xuất hiện những vết nứt vỡ, bông tuyết vùng vãi khắp nơi. Dưới chân tường băng bị đánh vỡ, để lại một lỗ hổng cự đại, thân hình cự cầm khổng lồ của Hàn Lập trong nháy mắt xuyên qua. Cự cầm lại dương cánh bay về phía chân trời, thân hình chấp động liên tục, biến mất ở đằng xa làm sao có thể, diệu pháp tiên tôn biến sắc, Ngọc Dung phẫn nộ, bỗng nhiên nàng kinh ngạc phát hiện, xích mộng trước giờ vẫn một mực đuổi theo phía sau đã không thấy bóng dáng. Hàn lập vì thoát khỏi phạm vi của tường băng, nhưng chẳng có chút tâm tư thả lòng. Chân ngôn bảo luân vẫn như cũng nghịch chuyển, một thân tiên linh lực và chân linh lực, cùng với lực lượng pháp tác đồng thời tiêu hao kịch liệt. Nhờ ba loại lực lượng đồng thời phát huy tác dụng, hắn mới có thể từng chút một kéo giãn khoảng cách với diệu pháp tiên tôn nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng nửa phần, hư không phía trước đã phát sinh dị biến. Chỉ thấy một luồng nhật quang trói mắt bỗng nhiên từ phía sau chiết xạ về phía trước, bộc phát bạch quang sáng lỏa giữa không trung. Một chiếc váy rực rỡ sắc đỏ bao bọc lấy một thân hình lung linh tuyệt mỹ hiện ra trước mắt hắn. Cự cầm ba đầu vậy mà không chịu được cường quang kích thích, vô thức híp mắt lại. Trong nháy mắt, giữa bầu trời cao vời vợi liền có từng trận phạm âm minh hưởng, tựa như tiếng chuông đồng vang vọng cửu tiêu một màn hào quang mông lung lớn vô cùng từ trên cao hạ xuống, lập tức nuốt trọn thân thể khổng lồ của Hàn Lập, đè hắn xuống mặt đất. Hai cánh cự cầm vung vẩy cật lực, thân hình dướn lên muốn tháo chạy, trực tiếp đâm phải màn hào quang mở ảo kia. Ô, ô, n, g, tiếng phản chấn vang dội mãnh liệt, màn hào quang mở ảo run rẩy không ngừng, tầng tầng lớp lớp phù văn liên tiếp sáng lên, từng vòng chấn động quỷ dị từ chính giữa màn sáng lan tỏa ra xung quanh, dáng lên thân thể Hàn Lập, nhất thời khiến thần hồn hắn bị chấn động mạnh thân hình không tự chủ được mà rớt xuống mặt đất. Vừa chạm đất, thân thể Hàn Lập chợt lóe hào quang, lập tức khôi phục hình người. Màn hào quang mở ảo bao trùm thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại bằng kích thước một gian phòng phòng. Hàn Lập quan sát bốn phía, chỉ thấy hơi tầng hào quang mở đục này giống như một cái bát to úp ngược, trên màn sáng ẩn hiện vô số phù văn, rậm rạp chằng chịt phủ kín vách tường. Trên đỉnh màn sáng còn có tám con hỏa long trong suốt màu đỏ, quanh thân có hỏa vân bao bọc, đầu rồng hướng ra ngoài, bộ dáng dương nhanh múa vuốt. Từ uy áp trên mình Hỏa Long, Hàn Lập cảm nhận được lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính vô cùng mãnh liệt. Hắn thẩm đoán được, vật này quá nửa là một kiện tiên khí trên ngũ phẩm. Sau khi Màn Hào Quang đã khống chế được Hàn Lập, xích mộng từ trên không trung đáp xuống. Chật chật, bộ dáng thoạt trông cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Cũng chỉ biết một đường chạy trốn, chẳng biết đám phế vật Kim Nguyên Tiên Cung làm ăn kiểu gì, lại để cho người ta đánh tới tận cửa. Quả thật làm mất hết thể diện của Thiên Đình xích mộng đứng ở bên ngoài màn hào quang liếc mắt đánh giá hàn lập lắc đầu tỏ vẻ thất vọng bộ dáng tiếc công rèn sắt không thành thép hàn lập làm bộ mắt điếc tai ngơ không để ý lời xích mộng nói đồng tử hắn lóe lên ánh tím vận chuyển thần thông linh mục cẩn thận dò xét bên trong kiện tiên khí này ý đồ tìm kiếm một chút sơ hở có thể mở ra một con đường sống ta nói người đừng nên uổng phí khí lực cửu long thần hỏa cháo một kiện tứ phẩm tiên khí hàng thật giá thật ngay cả tu sĩ đại la cũng khó lòng trốn thoát bằng vào một gã thái ất nho nhỏ như ngươi cũng dám ôm hy vọng thoát thân xa vời. Vẫn nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì hơn, chỉ ít cũng tránh được chút thống khổ ra thịt. Xích mộng trông thấy Hàn Lập vẫn chưa buông xuôi, liền cất tiếng chế diễu. Sau khi xem xét một hồi, Hàn Lập phát hiện bốn phía quanh hắn bị một luồng lực lượng pháp tắc cường đại bao trùm, căn bản không tìm ra kẽ hở. Lúc này, diệu pháp tiên tôn đã từ phía sau chạy tới, chứng kiến một màn vừa rồi, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Này, Người đã tới chậm một bước, kẻ này hiện đã trở thành tù nhân của ta. Xích mộng cười cợt, thật ư, tại sao ta không thấy thân hắn bị gông xiềng, bị ngươi trói chặt. Nếu chỉ là giam cầm hắn tại chỗ, chẳng phải cũng giống như ta làm lúc trước hay sao? Diệu pháp tiên tôn nhàn nhạt liếc xích mộng một cái. Nếu như ta và ngươi đã không ai trả giá được, chỉ bằng hãy tiếp tục phân cao thấp tại đây. Sau khi đã phân thắng bại, mọi chuyện tự nhiên sẽ dễ giải quyết. Xích mộng khoát tay chặn lại, giọng điệu không hề khách khí đừng nói nhảm nữa diệu pháp tiên tôn hừ lạnh thân hình lao lên trước tiên bay vào giữa không trung xích mộng đang muốn đuổi theo chợt khựng lại một chút như nhớ ra cái gì xoay người cảnh cáo hàn lập đừng trách ta không nhắc nhở ngươi ngàn vạn lần không nên làm ra bất cứ hành động dại dột gì bên trong cửu long thần hỏa cháo này chỉ sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng ngay ta không giống như ả diệu pháp hư hỏng kia không muốn ngươi chết nhanh như vậy nói xong nàng mới phi thân lao thẳng vào không trung chỉ thấy sau khi hai thân ảnh biến mất giữa tầng mây ở giữa thiên địa liền sinh ra một luồng áp lực mãnh liệt dị thường biển mây trong phạm vi vạn dặm trên không sôi trào kịch liệt một nửa bầu trời như bị nung chảy biến thành một mảnh đỏ rực một nửa khác bị bao phủ bởi bão tuyết lãnh lẽo cực điểm hàn lập nghe thấy từng trận nổ vang từ trên đỉnh đầu truyền đến nhưng căn bản không nhìn lấy một cái hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh đưa tay lên hông tháo xuống huyền thiên hồ lô lắc lắc mấy cái rồi để miệng hồ lô tiếp xúc với phần dưới cửu long thần hỏa cháo. Chương 1146, binh linh hiện thân. Hai mắt Hàn Lập ngưng lại, sau khi hít sâu một hơi rồi bỗng đưa tay vỗ đáy hồ lô. Hồ lô lập tức rung động ù ù, hơn nữa còn có thanh quang xoay quanh trên miệng hồ lô tạo thành một vòng xoáy, một tia sáng màu lục đậm từ đó đột nhiên bắn ra. Chỉ nghe một tiếng nổ oanh thật lớn, tia sáng màu lục đậm kia ẩn chứa một tia hủy diệt pháp tắc, đánh lên trên cửu long thần hỏa cháo, nổ tung thành một đám mây nhỏ màu lục. Cửu Long thần hỏa cháo lập tức chấn động kịch liệt, phù văn sáng đỏ bên ngoài rộ lên, nhưng lại không chịu chút tổn thương nào. Càng tồi tệ hơn, trong chín con tinh long màu đỏ xoay quanh phần đỉnh hỏa cháo, đôi mắt năm con lóe lên kim quang, giống như tất cả đều sống lại, miệng máu của chúng há rộng rồi bóng phun xuống dưới hỏa cháo một cái. Hô, từng luồng lửa như mang theo một loại dầu mỡ sền sệt từ miệng bay ra, trực tiếp che mất toàn bộ không gian hỏa cháo hàn lập vừa mới bị ngọn lửa dính vào người một cảm giác đau đớn kịch liệt trước nay chưa có liền quét qua toàn thân khiến thân thể và thần hồn mạnh mẽ như hắn cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm mãnh liệt xé lòng không cần tâm niệm hắn gọi tinh viêm hỏa điều cũng đã tự bay ra hóa thành một lớp áo ngoài ngân diễm bao phủ toàn thân thay hắn ngăn lại từng luồng hỏa diễm đậm đặc kia nhưng cho dù như vậy từng đợt sóng nhiệt thiêu người không thể nói rõ không ngừng xâm nhập thân thể lúc này vẫn đang hành hạ hắn tinh viêm hỏa điều đang bảo vệ thân thể hàn lập thân thể đồng thời ngưng tụ ra một đầu điều to lớn cái mỏ nhọn liên tục phun ra ngọn lửa màu bạc xông lên chống đỡ hỏa diễm không ngừng rơi xuống từ phía trên lửa bạc và lửa đỏ va chạm lẫn nhau hình thành một màn lửa hai màu đối xứng ngay trên đỉnh đầu hàn lập hàn lập thấy vậy trong lòng càng lo lắng thời điểm trước đây tinh viêm hỏa điều gặp các loại công kích hỏa thuộc tính có lần nào không phải lấy thiên phú thần thông đi cắn nuốt lửa khác tình huống như trước mắt không cắn nuốt ngọn lửa này mà lại lấy lửa của bản thân chống cự, đã xuất hiện lần nào. Lúc này, tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, vội vàng lấy tâm thần liên hệ hỏa điều, liền biết ngọn lửa bình thường thực sự không thể so sánh với lửa trước mắt này, vốn ẩn chứa lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính đặc thù. Lấy thần thông tinh viêm hỏa điều không những không thể cắn nuốt, ngược lại còn bị lửa này áp chế. Ngay khi Hàn Lập còn đang nóng lòng, phù văn quang mang xung quanh cửu long thần hỏa cháo kia lần nữa đại thịnh, bốn con hỏa long còn lại như thể cũng bị tinh viêm hỏa điều chọc giật, thân hình thuận theo lồng ánh sáng quay xuống, chiếm cứ bốn phương đông nam tây bắc, hà miệng phun thẳng vào trung tâm hỏa cháo. Ngọn lửa đỏ xuất hiện cuồn cuộn mãnh liệt, hóa thành một mảng biển lửa dậy sóng, trong nháy mắt tràn ngập thân thể Hàn Lập. Tinh viêm hỏa điều mắt thấy như vậy, kêu lớn một tiếng, ngân quang quanh thân sáng rực, đầu điều biến hóa ra cũng theo đó tan rã, từ bỏ chống cự ngọn lửa phía trên, mang toàn bộ lực lượng tập trung trên người Hàn Lập, dốc sức che chở hắn tất cả cửu long cùng xuất hiện, uy lực vượt xa, bốn đầu hỏa long lúc trước không thể so sánh được, lấy lực lượng toàn thân tinh viêm hỏa điều cũng ngăn cản không nổi. Mà càng khiến Hàn Lập lo lắng hơn là cửu long thần hỏa cháo này hình như còn có công hiệu hấp thu lực lượng hỏa thuộc tính. Tinh viêm hỏa điều đang đối kháng ngọn với lửa đỏ, vừa có hơn phân nửa là tự thân tiêu hao lực lượng, vừa bị hỏa cháo hấp thụ mất. Thời điểm tinh viêm hỏa điều rằng có cùng 9 con hỏa long này, Hàn Lập dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm được tế ra, liên tục đục vào hỏa cháo một khắc không dừng điện quang cuồn cuộn tia lửa tứ tán thế nhưng bất kể hắn ra sức thế nào thủy trung vẫn không thể nào công phá hỏa cháo này theo thời gian trôi qua từng chút một ngọn lửa bạc trên thân tinh viêm hỏa điều tiêu hao không ít trái ngược với cửu long thần hỏa cháo uy năng càng ngày càng thịnh bản thân hàn lập ở bên trong cũng cảm thấy khó mà chịu đựng cảm giác thần hồn cũng bị thiêu đốt diệt phong lúc này tinh viêm hỏa điểu bỗng há miệng phun ra một viên hỏa châu màu trắng tản mát từng tầng lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính như một ngọn đèn sáng treo trên đỉnh đầu hàn lập phóng xuất ra những tia sáng trắng trói mắt dưới sự gia tăng của tia sáng màu trắng đám lửa màu bạc của tinh viêm hỏa điểu lập tức lóe lên từng luồng lửa phóng lên mút trời bước lui lửa đỏ ngập trời trở lại hàn lập nhìn qua liền thấy vật kia chính là món bảo vật hỏa thuộc tính lấy từ trong tuế nguyệt tháp trước đó hắn vốn tưởng rằng đã bị tinh viêm hỏa điểu thôn vệ hấp thu không ngờ vẫn còn lại. Tuy nhiên, hắn chưa kịp buông lỏng tâm thần chút nào, liền phát hiện lửa đỏ chỉ thoáng bị bức lui, đã lại ép xuống lần nữa. Chín con tinh lòng đỏ như lửa càng nhô người ra hơn, từng con vây quanh hỏa châu màu trắng, há to miệng như cái chậu máu, tư thế như một bộ cửu long vệ châu. Viên châu này đã tiêu hao không ít trong ngũ hành yên không đại trận trước đây, về sau lại bị tinh viêm hỏa điều hấp thu rất nhiều lực lượng, nên dù cùng là tiên khí hỏa thuộc tính nhưng giờ này lực lượng đã kém xa cửu long thần hỏa cháo, bị chín con tinh long cứ thế dồn ép, ánh sáng trắng trên hỏa châu lập tức yếu đi. Cùng lúc, toàn bộ ngọn lửa trong hỏa cháo giống như nhận được một lực lượng đè nén, đột nhiên co rụt lại, hóa thành một cái kén lửa đỏ rực, hoàn toàn bao vây hàn lập vào trong. Nhiệt độ trong kén lửa đạt đến mức khiến người ta kinh hãi, lớp da hàn lập sớm đã đỏ ran, giờ đây bắt đầu sinh ra từng đường vân dạn nứt, nhìn như đáy sông khô cạn quá lâu, phảng phất như muốn nứt toác ra ngay lập tức. Tinh viêm hỏa điều thấy vậy, hào quang bảy đóa thải diếm trên đầu sáng lên, hai màu đỏ, cam trong đó tách rời ra, bay lên không nhập vào hỏa châu màu trắng, hòa thành một thể. Hỏa châu màu trắng lập tức lóe lên quang mang, cũng tạo ra một kén lửa màu trắng, ngăn cách với lửa của cửu long. Hàn lập thở vào đôi chút, nhưng nhìn tinh viêm hỏa điều hy sinh hai đám lửa trong thất thải đan xa, khí tức trên thân giảm mạnh, trong lòng ấy náy không thôi, suy nghĩ trong lòng rối loạn, không biết nên làm thế nào phá vỡ thế cục khốn cùng này. Đúng lúc này, một thanh âm tức giận bỗng vang lên từ trước ngực hắn ngươi cũng không phải ngu đánh không lại không biết chạy sao một loại thần thông tuyệt đỉnh như xuyên qua thời không bị ngươi lãng phí thế này thật sự khiến ta tức chết ai đang nói chuyện hàn lập trong lòng giật mình thanh âm vừa rồi nghe như xa như gần có chút mông lung không rõ lại ẩn chứa cảm thấy hơi quen thuộc sau một suy nghĩ hàn lập lộ vẻ chợt hiểu vội vươn tay sờ vào trong áo bảo trước ngực lấy trưởng thiên bình ra ngoài ánh mắt hắn dò xét qua chỉ thấy bình nhỏ vẫn như ban đầu nhìn cũng không có gì khác biệt nhưng đúng lúc này, trên thân bình chợt lóe lên hào quang xanh sẫm, hai con người màu đen như hai hạt đậu hiện lên, nhìn về phía hắn, lộ ra thần sắc mười phần nhân hóa. Hàn Lập vô ý mang bình nhỏ cầm xa ra một chút, lại thấy hai con mắt hạt đậu kia nổi giận đùng đùng nhìn mình chằm chằm, lại vội vàng mang nó về trước người. Bình linh tiền bối, vừa rồi là người đang nói chuyện. Hàn Lập nói gấp, không phải ta, còn có thể là ai? Một tu sĩ đại la cộng thêm một cái chỉ tứ phẩm tiên khí, lại dồn ngươi đến mức độ này? thật sự là xấu hổ, mất mặt. Hai con người bình linh giật giật, thanh âm mông lung liền truyền ra. Vừa rồi tiền bối nói, dùng thần thông xuyên qua thoát đi, cái này vãn bối cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là nếu ta lấy thân thể trốn thoát, trường thiên bình này phải lưu lại nơi đây, chẳng phải sẽ rơi vào tay người khác. Hàn lập há to miệng, nhưng lại không biết phản bác thế nào, chỉ có thể nói. Tính mạng quan trọng, hay trường thiên bình quan trọng? Bình linh hỏi, tính mạng tất nhiên quan trọng, nhưng trường thiên bình làm bạn cùng ta nhiều năm, cũng quan trọng, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Huống hồ, coi như ta tạm thời thân thể trốn thoát, sau đó không phải lại phải trở về nơi này, căn bản trốn không thoát. Hàn lập không do dự, lập tức nói. Bình Linh nghe nói lời ấy, trầm mặc một lát, dường như đối với lời Hàn lập có chút hài lòng đáp lại. Thôi được, có câu nói này của ngươi, cũng không uổng công ta hiện thân cứu ngươi một lần. Trước kia khi ngươi lấy thân thể xuyên qua, trường thiên bình sẽ vào trạng thái vô chủ, ngưng lại tại chỗ làm tọa độ cho ngươi trở về ta có thể làm cho trưởng thiên bình và ngươi cùng nhau xuyên qua chỉ là sau khi xuyên qua thời gian trôi đi sẽ đồng bộ với ngoại giới mà không có tọa độ lúc sau trở về cũng sẽ không thể trở lại đúng chỗ cũ còn có thể như vậy kính xin tiền bối lập tức thi pháp hàn lập nghe vậy vui mừng lập tức nói chớ vội vui mừng cách này mặc dù có thể dùng nhưng trả giá lại không nhỏ chỉ riêng mang bình nhỏ vào quang âm chi hà cần tiêu hao 30 tinh thi thời gian pháp tắc. Nhớ kỹ, là tiêu hao, sau khi dùng xong là không còn. Bình Linh nói ra, thời gian tinh thi thu được rất khó khăn, bây giờ một lần phải tiêu hao 30 tinh thi, mà không phải như thời gian đạo văn kia có thể khôi phục. Điều này dù cho ai quyết đoán, đều sẽ đau lòng mà khó quyết định. Nhưng Hàn Lập nhìn thoáng tinh viêm hỏa điều còn đang ra sức ngăn cản cửu long công kích, không do dự, lập tức mở miệng nói ra. Kính xin tiền bối chỉ dạy ta, không có gì phải dạy, người tự gọi ra tinh bích còn những việc khác giao cho ta là được bình linh nói ra hàn lập gật nhẹ đầu rồi lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết thì triển ra đại ngũ hành nguyễn thế quyết quanh người hắn lóe lên kim quang ba động lực lượng thời gian pháp tắc lập tức nhộn nhạo lên năm bộ đồ vật thời gian pháp tắc hiện lên tới tấp lơ lửng bốn phía đạo văn bên ngoài năm đồ vật này liên tục chấp hào quang thời gian tinh ti trên đó nối đuôi nhau quấn quanh hấp thu lực lượng thời gian pháp tắc xung quanh ngưng tụ thành một vòng tròn màu vàng to lớn chính là thời gian chi hoàn, thời gian chi hoàn vừa xuất hiện, từng đoàn thời gian đạo văn lập tức từ trên những đồ vật như chân ngôn bảo luân liên tiếp lượn vòng ra, hạ xuống viên hoàn màu vàng. từng đợt chấn động thời gian pháp tác vô cùng cường đại lập tức truyền ra liên tục từ trên đó. ngay trên không trung, diệu pháp tiên tôn cùng sích mộng đang mải mê kịch chiến bóng phát giác phía dưới truyền đến từng luồng chấn động, lập tức ý thức được điều gì không đúng, vội vàng dừng tranh đấu, bay nhanh xuống đất. Hai ả nhìn xa xa thấy trong cửu long thần hỏa cháo có một tầng hào quang màu xanh sẫm đột nhiên sáng lên, giống như một vầng mặt trời gay gắt màu xanh thấm, tỏa ra ánh sáng xanh lóa mắt. Ngay tiếp theo, hư không xung quanh ánh sáng xanh bắt đầu chấn động kịch liệt, nổi lên từng gọn sóng kỳ lạ mắt thường có thể thấy được, từ đó hiện lên một vòng xoáy hào quang to lớn. Sau đó, hư không hiện lên một mặt tinh bích to lớn. Hàn lập đứng trước tinh bích, thu hồi tinh viêm hỏa điểu vào trong cơ thể, chịu đựng liệt diễm đỏ rực đánh thẳng tới, quay đầu nhìn thoáng qua hai người diệu pháp tiên tôn đang nhanh chóng truy đuổi tới, thân hình lóe lên, trực tiếp lao vào trong vòng xoáy trên tinh bích. Diệu pháp tiên tôn và xích mộng cứ như vậy trơ mắt nhìn vòng xoáy cuộn một cái, trực tiếp nuốt hàn lập vào trong. chương 1147, trở lại chân môn môn. Diệu pháp tiên tôn thấy thế, thân sắc bỗng nhiên biến đổi, nhưng khi nàng nhìn thấy đoàn lục quang dần dần co vào kia, lông mày bỗng nhiên nhướng một cái, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng khó kiềm chế. Là, Trường Thiên Bình, trong lòng nàng kinh hô một tiếng, thân hình bỗng nhiên ra tốc, phóng xuống phía dưới. Nhưng tiếp theo trong một cái chớp mắt, trong lục quang kia, có một vòng tròn màu vàng tách ra, trên đó có 30 sợi thời gian tinh ti mất đi hóa thành một mảnh tinh phấn, bay vào trong đoàn lục quang kia. Chỉ thấy lục quang bỗng nhiên ngưng tụ, cấp tốc co vào, hóa thành một cái bình nhỏ màu xanh sẫm cùng vòng tròn màu vàng kia bay vào trong vòng xoáy ở tinh bích, biến mất không thấy. Không, thấy trí bảo mà tông môn đau khổ tìm kiếm chạy đi trước mắt mình diệu pháp tiên tôn khó kiềm chế cuồng loạn kêu lên sắc mặt xích mộng cũng khó coi triệt hồi cửu long thần hỏa cháo muốn đến gần xem xét tấm tinh bích kia còn không chờ bọn họ tới gần tấm tinh bích kia liền dần dần hư hóa cuối cùng biến mất trong không khí bốn phía còn sót lại một chút ba động thời gian pháp tắc cũng biến mất vô tung theo diệu pháp tiên tôn thấy thế tức giận đến đỉnh điểm lửa giận hai mắt muốn phun ra nhìn về phía xích mộng nếu không có nàng này quấy rối giờ phút này nàng đã mang hàn lập và trưởng thiên bình trở về tông môn điều này sẽ là công tích lớn nhất gần ngàn vạn năm qua của tất cả trưởng lão đệ tử cửu nguyên quan bọn họ đáng tiếc đều bị nàng này hủy mất mục tiêu đã không còn người ta tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì đừng có làm chuyện vô vị xích mộng thấy bộ dáng nàng kia như thế khẽ cho mày nói ra nàng còn chưa nói xong một trận băng tiến thấu xương giống như bạo vũ lê hoa đã bay tập tới đất trời bốn phía trong nháy mắt cũng bị đông cứng. Hảo môn khuyên bảo ngươi không nghe, thật coi ta là nê bồ tát à. Xích mộng vốn cao ngạo, thấy vậy, tức giận cũng vọt lên, tay bấm pháp quyết, chủ động nghênh đón diệu pháp tiên tôn. Cả khu vực này, lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Lam nhan và tỷ nữ diệu pháp tiên tôn đang chờ bên ngoài mấy vạn dặp, nhìn thanh thế to lớn bên này phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, cũng không dám tới gần nửa phần. Cũng không biết hàn đạo hữu thế nào rồi. Trong lòng Lam Nhan có ý nghĩ này, cảm thấy có lỗi với tông môn, chỉ có thể ngầm thở dài. Một bên khác, thân ảnh Hàn Lập đã xuất hiện trên một vùng hoang nguyên. Dưới thân, một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn đang từ cuối chân trời chảy xuôi đến, kéo dài ngàn vạn dặm, không thấy điểm cuối. Trong nước sông, vô số quang cầu như giọt nước theo dòng nước chảy xuôi xuống, lúc nha lúc nhúc, vô cùng vô tận. Trong lòng Hàn Lập vội vã, chỉ thấy trong hư không, hai đạo quang mang một kim một lục bay ra, bay nhanh đến phía hắn. Trong kim quang, một vòng tròn màu vàng xoay tròn không ngừng, đến phụ cận liền hóa thành một chiếc nhẫn màu vàng, đeo lên ngón tay hàn lập. Mà đoàn lục quang kia thì rơi vào trong tay hàn lập, hóa thành bình nhỏ màu xanh sẫm. Tiểu tử, còn ngẩn ra làm gì, mang trưởng thiên bình tiến vào nơi đây, tiêu hao lực lượng thời gian đạo văn sẽ rất nhanh, còn không tranh thủ chọn một giọt quang cầu xuyên thẳng vào quá khứ. Lúc này bình linh nhắc nhở, hàn lập không chuẩn bị gì, giờ phút này có chút trần chờ không biết nên xuyên thẳng đến nơi nào. Suy nghĩ một lát, hắn chợt nhớ tới, đối với công pháp Đại Ngũ Hành nguyễn Thế Quyết, hắn luôn cảm giác mình có nhiều chỗ lĩnh ngộ không đủ, mà lần này bế quan lại chậm chạp không thể phá cảnh, cũng làm hắn hoang mang không thôi. Trước mắt nếu nhục thân có thể xuyên qua, sao không đi một chuyến đến chân môn môn, thỉnh giáo Di La lão tổ một phen. Bình Linh Tiền Bối, ngài có thể mang ta xuyên thẳng về trước lúc chân môn môn bị hủy diệt hay không? Hàn lập lập tức hỏi. Dĩ nhiên là được, chỉ là Trường Thiên Bình cùng ngươi xuyên thẳng qua đồng dạng cần thời gian pháp tắc chi lực trèo trống, cũng cần tiêu hao thời gian tinh ti. Bình Linh nói thẳng, còn phải tiêu hao thêm tinh ti, Hàn Lập nghe lời ấy, lập tức cảm thấy lòng như dỉ máu, vừa rồi 30 sợi thời gian tinh ti đã làm hắn thịt đau không dứt giờ phút này lại còn muốn tiêu hao thêm tinh ti. Cái này chủ yếu phải xem thời gian ngươi xuyên qua, thời gian càng xa xưa, cần có thời gian pháp tắc chi lực càng nhiều, muốn về đến thời khắc chân ngôn môn chưa bị diệt, đại khái cần tiêu hao ít nhất 20 sợi thời gian tinh ti bình linh nói ra hàn lập do dự một chút cuối cùng quyết định nói đi chờ chút bình linh nói ra nó vừa dứt lời chiếc nhẫn màu vàng trên tay hàn lập liền lóe lên tinh quang hai mươi sợi thời gian tinh ti từ đó tách ra bay lên thân trường thiên bình hóa thành một mảnh tinh phấn dung nhập vào trong chỉ thấy trên trường thiên bình lóe lên quang mang từng vòng từng vòng gợn sóng màu xanh lá từ trên thân bình không ngừng nhộn nhạo ra chỉ chốc lát sau trên dòng sông uốn lượn kia có một giọt quang cầu tản ra quang mang nhàn nhạt trồi lên mặt nước, chảy tới phía Hàn Lập bên này. Chính là cái này, Bình Linh nói ra, tâm niệm Hàn Lập vừa động, một sợi thần thức liền rơi vào trên giọt nước này, định thấy rõ hình ảnh trên giọt nước này. Nhưng ngay sau đó, giọt quang cầu kia đột nhiên sáng lên quang mang, từ đó đột nhiên phát ra một cỗ thôn vệ chi lực, vèo một tiếng, kéo cả người Hàn Lập vào trong. Hàn Lập cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, con mắt Hàn Lập bỗng nhiên mở ra, phát hiện chính mình đang đứng trong một chỗ xương phòng bình thường. Diện tích xương phòng không lớn, hai phiến cửa sổ nhỏ mở ra, trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, gần cửa sổ đặt một tấm bản gỗ thông, phía trên đó để ấm trà chén nước. Một nửa gian phòng bên kia là ba cái giường chiếu, phía trên chăn mền xếp chỉnh tề. Trên vách tường đối diện giường ngủ chính treo một tấm hoành phi, phía trên là chân dung một tăng nhân tai to, chính là Di La Lão Tổ. Hàn Lập nhìn chung quanh, Nơi này tựa hồ là gian phòng mà mấy đệ tử chân ngôn môn ở chung, cũng không nguy hiểm gì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một vòng tròn màu vàng mơ hồ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, phía trên hiện đầy thời gian đạo văn, có hơn 1.600 đoàn. Trường Thiên Bình giờ phút này thình lình lơ lửng tại trung tâm vòng tròn màu vàng, bất quá khí linh lại không thấy bóng dáng, có thể là do vòng tròn màu vàng ảnh hưởng, Trường Thiên Bình nhìn cũng mơ mơ hồ hồ. Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày khẽ động, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là một tòa tứ hợp tiểu viện, bên cạnh tương tự tiểu viện này còn có rất nhiều, chừng mấy trăm tòa. Những tiểu viện này xây dựa vào một tòa sơn phong màu trắng to lớn, dãy sân nhỏ bên cạnh còn đứng vững từng tòa cung điện bạch ngọc, một ngực kéo dài đến cuối tầm mắt, giữa không trung cũng lơ lửng từng tòa sơn phong, phía trên là kiến trúc cung điện san sát. Hàn Lập cũng không lạ lẫm với nơi này, lúc trước thần hồn hắn xuyên không tới đã nhìn thấy một lần, chính là chỗ tông môn chân môn môn. Bất quá lần trước đến thiên đình đang tiến đánh chân môn môn nơi đây khắp nơi khói lửa cuồn cuộn rách nát bây giờ lại sạch sẽ gọn gàng thoáng như cung khuyết trên trời hiển thị rõ khí tượng tông môn đại phái giữa không trung từng đệ tử chân môn môn mặc bạch bào lao vùn vụt qua nhìn hưng thịnh không gì sánh được hàn lập vội vàng bấm niệm pháp quyết trên thân hiện lên linh quang lập tức hóa thành hư vô để tránh phiền phức bị người khác nhìn thấy hắn hơi trầm ngâm mạo hiểm tản ra thần thức khuếch tán ra chung quanh sau một lát sắc mặt hàn lập vui mừng thân hình bay lên không bay ra ngoài bay về phía đỉnh cự phong màu trắng đồng thời vận khởi vạn khiếu không tịch thuật thu liếm khí tức trên thân mấy hơi thở sau hắn đáp xuống một tòa lầu các màu trắng hai tầng ở đỉnh núi bên cạnh lầu các đứng vững một khối bia đá màu xanh đen trên đó viết ba chữ to tàng kinh các nơi đây yên tĩnh cũng không có bao nhiêu người ở chỉ có một lão giả tóc trắng nhắm mắt xếp bằng trước đại môn lầu các thoạt nhìn là người trông coi nơi đây tu vi của người này bất phàm, đã đạt đến cảnh giới thái ất trung kỳ. Hàn lập im lặng đáp xuống, lão giả tóc trắng tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lại chung quanh, mặt lộ vẻ hoang mang. Nhưng vạn khiếu không tịch thuật của Hàn lập thật huyền diệu, giờ phút này thi triển ẩn thân chi thuật cũng là một môn công pháp huyền diệu tập được trước kia, trong đó lại xen lẫn một chút ảo diệu của pháp ngôn thiên địa. Cho nên cả hai mặc dù gần trong gang tấc, lão giả tóc trắng nhất thời cũng không cảm ứng được. Hàn lập mỉm cười, tay bấm niệm pháp quyết một cái, mấy đạo xiềng xích óng ánh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, bay về phía đầu lão giả tóc trắng. Xiềng xích rời thân thể hàn lập, lập tức liền hiện ra. Lão giả tóc trắng biến sắc, bạch quang trên thân lóe sáng, tính nhảy lên một cái. Đồng thời lão lật tay tế ra một lệnh bài màu trắng, cấm chế trên tàng kinh khắc sau lưng cũng theo đó nổi lên sóng gió. Chỉ là tốc độ mấy đạo xiềng xích óng ánh kia quá nhanh, không đợi lão giả đứng lên, đã vượt lên trước một bước chui vào mi tâm lão động tác lão giả tóc trắng lập tức định trụ, duy trì tư thế cổ quái nửa đứng nửa ngồi. Hàn lập trong nháy mắt chế trụ lão giả tóc trắng, cẩn thận cảm ứng động tĩnh chung quanh, cũng không phát sinh dị trạng, hiển nhiên không có ai chú ý tới tình huống nơi này, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không giải khai bí thuật ẩn thân, lấy lệnh bài trong tay lão giả tóc trắng kia, dùng tiên linh lực cảm ứng một chút, lập tức biết rõ tác dụng của nó, cất bước đi đến trước lầu các, bấm niệm pháp quyết thúc dục lệnh bài trong tay một đạo bạch quang từ trong lệnh bài bắn ra, chui vào trong đại môn lầu các. Trên đại môn lập tức tỏa ra một màn sáng màu trắng óng ánh, vô số phù triện ấn văn ở phía trên chấp động. Hàn lập bấm niệm pháp quyết lần nữa thúc giục lệnh bài, lại một đạo bạch quang từ đó bắn ra, chui vào trong màn sáng trắng. Những phù triện ấn văn trên màn sáng lập tức nhanh chóng biến mất, màn sáng trắng cũng biến mất không còn tâm tích, một tiếng cọt kẹt vang lên, đại môn lầu các từ từ mở ra. Nét mặt Hàn lập lộ ra vẻ tươi cười, đang muốn cất bước đi vào, đột nhiên dừng lại, đưa tay bấm niệm pháp quyết một cái với lão giả đứng bất động kế bên. Năm đạo hắc quang tinh tế từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào thể nội lão giả. Biểu lộ đờ đẫn của lão giả lập tức thư giãn không ít, mặc dù còn có chút cảm giác mơ hồ, nhưng cũng đã không khác gì thường nhân, thân thể cũng khôi phục hành động, khoanh chân ngồi xuống. Đây là năm đó Hàn Lập ở tích lân không cảnh, học tập một môn khôi lỗi bí thuật của giải đạo nhân, nếu so với chân chính khôi lỗi pháp tắc tự nhiên kém xa tít mùi, bất quá dùng để điều khiển thần niệm tù lung khống chế lão giả tóc trắng này lại dư xài, để tránh lão ngây người ở đây, bị người nhìn ra sơ hở. Làm xong hết thảy, Hàn Lập mới sửa sang lại quần áo, đi vào lầu các, đồng thời tiện tay đóng đại môn lại. Trên đại môn lầu các chấp động một trận bạch quang, lần nữa bao phủ đại môn lại. chương 1148, một màn quen thuộc. Hàn Lập không để ý đến tình hình nơi cửa chính lầu các, ánh mắt nhìn về phía trong. Không gian lầu các tầng một không lớn, trưng bày từng giá sách bằng gỗ theo phong cách cổ xưa, có chừng hai ba mươi cái. Mỗi giá sách đều sắp xếp dày đặc điển tịch, các loại ngọc giản, khá chỉnh tề, nhìn tên sách đều là một số công pháp bí thuật. Trên những điển tịch này che bởi một lớp màn sáng màu trắng, đồng dạng cấm chế trên cửa chính của lầu các. Sau khi Hàn Lập đảo qua đại khái, trong lòng rất vui mừng, nơi này đúng như hắn suy đoán, chính là một nơi giống như tảng kinh các của Tông Môn. Vất vả xuyên Việt về chân ngôn môn, hắn cũng không muốn đi một chuyến phí công. Bởi vì bản thân sau khi đến chân tiên giới có chút quan hệ chặt chẽ với chân ngôn môn, những năm gần đây, hắn chỉ cần có thời gian, liền thông qua đủ loại cách thức đi điều tra lịch sử quá khứ của tông môn này, kết quả càng tra càng kinh hãi. Chân ngôn môn mặc dù chỉ ở hắc cổ tiên vực, một tiên vực có quy mô cũng không lớn, nhưng nó chuyên nghiên cứu thời gian pháp tắc chi đạo, đặc biệt là sự lĩnh hội của Di La Lão Tổ đối với thời gian pháp tắc, giúp địa vị cả tông môn tại chân tiên giới không thấp. Bây giờ bản thân hắn trả giá đắt bằng 50 sợi thời gian pháp tắc tinh ti mới có thể tới đây, mặc dù nguyên nhân gây ra bởi thoát khỏi hai tên tu sĩ đại la cảnh kia, nhưng đằng nào cũng đã tới, tối thiểu phải có thu hoạch mới được, nếu không thì chẳng phải lỗ lớn. Thật ra nói về thời gian pháp tắc, với tư cách là một trong tam đại trí tôn pháp tắc, trước nay đều là hắn tự mình cảm mộ tu luyện, mặc dù nhờ trường thiên bình và các cơ duyên mà tốc độ tiến triển nhanh khiến người khác không thể so sánh, nhưng nếu có thể thấy một hai bản tâm đắc tu luyện của tiền bối chân ngôn môn ở đây, tìm hiểu kỹ càng một chút, dĩ nhiên không phải chuyện gì xấu. Đại đạo thời gian pháp tắc mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng cũng là pháp tắc cơ sở nhất, bản nguyên tối thượng của giới diện. Thực ra, cho dù là một người bình thường, thậm chí một con sâu cái kiến, cuối cùng cả đời cũng không thể tách khỏi thời gian, thọ nguyên của sinh linh, sinh diệt của vạn vật, đổi thay của sơn hà. Nó tồn tại trong mọi mặt giới diện này, bất kỳ ai dường như cũng có thể chạm vào thời gian nhưng căn bản lại chạm không tới, nó như thể hoa trong kính, trăng trong nước, như gần như xa, như ảo như thật. Cho nên, mỗi tiên nhân tham ngộ tu luyện thời gian chi đạo, trải qua năm tháng kết tinh, bất kể có hay không có thành tựu, nếu có thể viết lại cảm ngộ bản thân, cuối cùng cũng có chỗ thích hợp, có thể chỉ một lời, một câu, lại giúp người ta hiểu ra, chưa thể biết được. Hàn Lập đang cân nhắc, nhanh chóng cất bước ghé qua giá sách, ngẫu nhiên dừng lại, dùng lệnh bài màu trắng trong tay mở ra cấm chế trên giá sách, tìm đọc điển tịch trên đó, rất mau xem đại khái một lượt các điển tịch nơi đây, vẻ mặt vui mừng dần biến mất không còn tâm tích. Trên những giá sách này, mặc dù điển tịch đều có chút tinh diệu, nhưng đều là kim tiên cảnh, thậm chí cả cấp độ công pháp bí thuật chân tiên cảnh. Trong đó có chút trình bày hoặc tâm đắc đối với thời gian pháp tắc, nhưng phần lớn chỉ nói sơ lược, ngay cả gia lông thời gian pháp tắc cũng không chạm tới. Đối với hắn mà nói, dĩ nhiên không còn tác dụng gì nữa. Xem ra nơi này mặc dù là tàng kinh các, nhưng đều cất giữ công pháp cấp thấp, cũng đúng, công pháp bí thuật cao cấp thật sự hẳn là cất giấu càng thêm bí mật mới đúng. Hắn âm thầm suy nghĩ, ngừng đọc qua, đi đến thang lầu, bước lên lầu 2. Lầu 2 này cũng trưng bày không ít giá sách, thế nhưng so với lầu một ít hơn rất nhiều, chỉ có 10 cái, trên giá sách đặt rất nhiều điển tịch, ngọc giản. Thời gian quý giá, Hàn Lập mau chóng bắt đầu tìm đọc. Điển tịch nơi lầu 2 này cao cấp hơn chút so với lầu 1, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu, đại đa số vẫn là điển tịch kim tiên, ngẫu nhiên mới có thể thấy một hai bản cấp độ thái ất cảnh cấp độ, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Hàn lập đại khái nhìn nhanh một lần những điển tịch này, thu hoạch không lớn, thầm thở dài, muốn quay người rời đi. Trên viên hoàn màu vàng ở đỉnh đầu, thời gian đạo văn đã tắt một hai phần người, mỗi một phần thời gian đều rất quý giá. Bước chân hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về bên cạnh một giá sách dựa vào tường. Lúc trước vội vàng tìm đọc điển tịch trên giá sách nên không có chú ý tới, giá sách này đặt ở vị trí hơi không cân xứng cùng giá sách khác tựa như cố ý rời về sau khoảng cách chừng một thước hàn lập nhíu mày lại đưa tay đẩy giá sách trở về thần thức quét qua xung quanh quét qua trên mặt lộ vẻ vui mừng hắn lấy tay gõ nhẹ vào vách tường đoạn ngăn với giá sách kết một tiếng vang giòn truyền ra từ trong tường vách tường lõm xuống mở ra một cửa hang lớn chừng miệng chén hàn lập thọc tay sâu vào trong từ trong đó phát hiện một hộp ngọc màu vàng lớn bằng bàn tay trong lòng hắn khẽ động đang định mở ra nhưng một tầng kim quang trên hộp ngọc hiện ra, hất văng bàn tay hắn ra, lại có bảy cấm chế. Hàn Lập hơi giật mình, mặt lộ vẻ do dự, cả hai tay lập tức tỏa ra một tầng kim quang, một lần nữa chụp vào hộp ngọc. Trong hộp ngọc lần nữa toát ra hào quang màu vàng, cùng kim quang trong hai tay Hàn Lập đan vào một chỗ. Rất nhanh, kim quang trên hộp không ngăn nổi kim quang trong tay Hàn Lập, bị nghiền nát xé bỏ. Hộp ngọc lạch cạch một tiếng bị mở ra, bên trong là một ngọc giản màu vàng. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, lập tức cầm ngọc giản lên, thần thức chui vào bên trong. Mắt hắn liền sáng lên, trong ngọc giản ghi chép một môn thần thông, tên là Bất Hủ Kim Vân. Theo như ngọc giản thuật lại, đây là môn lấy thời gian pháp tác làm cơ sở cho thần thông phòng ngự. Mà Bất Hủ Kim Vân này không phải thần thông phòng ngự phổ thông, chính là một trong rất nhiều thần thông phòng hộ đệ nhất của chân môn môn, danh xưng vạn tả bất xâm, chư pháp bất phá. Tuy nhiên để tu luyện thần thông này, điều kiện hà khắc dị thường, đầu tiên cần tự bản thân tu luyện thời gian công pháp đủ lợi hại, nếu không thì căn bản không thể tiếp nhận uy lực cường đại của bất hủ kim vân. Thứ hai, phải có lĩnh ngộ cực cao đối với thời gian pháp tắc, không phải vậy thì không thể lĩnh ngộ môn thần thông huyền diệu này. Cuối cùng, trong cơ thể người tu luyện phải có ít nhất 300 thời gian pháp tắc tinh ti, mới có thể cung cấp đầy đủ lực lượng thời gian pháp tắc để thi triển thuật này. Hàn lập lộ vẻ cười khổ, điểm thứ nhất và thứ hai với hắn mà nói không có vấn đề gì. Đại ngũ hành huyễn thế quyết chính là thời gian công pháp cấp cao nhất, mà hắn cũng lĩnh hội rất sâu đối với thời gian pháp tắc, vấn đề chắc hẳn cũng không lớn, nhưng cần 300 thời gian pháp tắc tinh ti thì phiền toái. Trong cơ thể hắn bây giờ chỉ có 150 thời gian pháp tắc tinh ti, khó khăn lắm mới đạt một nửa yêu cầu bất hủ kim vân, cho dù không có việc bình linh hiện thân đưa hắn xuyên qua, cũng vẫn còn thiếu rất nhiều. Tuy nhiên có thể tìm tới một môn thần thông thời gian như vậy, hắn cũng rất thỏa mãn. Hắn lật tay thu hồi ngọc giản cùng hộp vàng, lập tức đem vách tường và giá sách trở về trạng thái ban đầu miễn cho bị người khác phát hiện xong việc hàn lập không ở chỗ này chờ lâu đi xuống dưới lầu ý định mở cửa chính lầu các ra ngoài một đạo độn quang màu vàng từ đằng xa bay vụt tới hạ xuống trước tàng công các bóng một đại hán thô kệch hiện ra là một tu sĩ thái ất cảnh trung kỳ khương đạo hiếu chỗ tàng công các này của ngươi thật là vắng vẻ a à. đại hán thô kệch cười nói hàn lập hơi biến sắc vội vàng âm thầm thôi động khôi lỗi bí thuật chỗ ta vốn không có người tới. Lão già tóc trắng ngẩng đầu nhìn đại hán một chút, cũng không đứng dậy đón chào, miệng từ tốn đáp. Khương đạo hữu chớ trách, Trần Mỗ lại không có ý cười ngươi, thiên đình bên kia càng ép càng chặt, thiên tinh điện của ta gần đây cũng rất ít đệ tử đến. Mặc dù đã trông coi thời gian vạn năm, thành tích của chúng ta có thể không đáng kể, nhưng hẳn vẫn tốt hơn những ngoại phái trưởng lão kia, ta còn nghe nói đã có không ít người vẫn lạc. Đại hán thô kịch cũng không để ý tới dị dạng lão già tóc trắng, nhẹ giọng nói dường như quan hệ giữa hai người có vẻ rất thân thiết. Ừm, Trần Đạo Hữu lại tới là có chuyện gì? Trong lầu các, Hàn Lập thầm thả lỏng khẩu khí, lập tức điều khiển lão giả tóc trắng hàm hồ phụ họa một tiếng, lập tức hỏi. Cũng không chuyện lớn gì, hôm nay tổ sư giảng đạo tại quan Nhật Phong, đặc biệt tới để mời Khương Đạo Hữu cùng đi nghe giảng. Đại Hán thô cạch cười nói, trong lầu các Hàn Lập nghe lời nói này, con mắt nhất thời sáng lên. Tổ sư, chẳng lẽ là Di La Lão Tổ? Người này tu luyện công pháp cũng là đại ngũ hành huyến thế quyết giảng đạo có thể chưa chắc sẽ giảng đại ngũ hành huyến thế quyết nhưng nói tới cảm ngộ nhất định quan hệ mật thiết với đại ngũ hành huyến thế quyết không thể bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn trở nên kích động nhưng thủ pháp điều khiển lão giả tóc trắng không rối loạn. Đa tạ ý tốt trần đạo hiếu, thế nhưng trước mắt ta có một số việc cần làm, có thể tới chậm một chút. Lão giả tóc trắng nói ra, nếu đã vậy, trần mỗ đi qua trước, Khương Đạo Hữu xử lý xong việc cũng tranh thủ thời gian đến đó đi. Mặc dù chúng ta tu luyện công pháp không cùng đường tổ sư, khó mà lĩnh ngộ tinh túy trong giảng đạo, nhưng nghe nhiều một chút vẫn tốt hơn. Đại Hán Thô Cạch hơi giật mình, lập tức gật đầu nói. Sau đó gã liền cáo từ rời đi, hóa thành một đạo kim quang phi tới một phương hướng xa xa, rất nhanh biến mất ở chân trời. Cửa chính lầu các kẹt kẹt một tiếng mở ra, Hàn Lập đi ra từ bên trong, ra tay một chiêu, lão giả tóc trắng đứng dậy đi vào tàng công điện sau đó hắn cong ngón bắn ra một sợi tinh quang đánh trúng nghi tâm lão giả tóc trắng. Thân thể người này run rẩy kịch liệt, ngã bịch xuống đất, lâm vào hôn mê. Hàn lập mỉm cười, lệnh bài màu trắng cầm trong tay bỏ xuống bên cạnh lão giả, vất tay đóng lại cửa chính. Hắn vừa thi triển bí thuật chấn động thần hồn lão giả tóc trắng, khiến lão rơi vào hôn mê, ít nhất phải ngủ 4 năm ngày, sẽ không ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của hắn. Xong việc, Hàn lập lập tức bay về phía đại hán thô cạch mới bay đi, rất nhanh đã tới gần đỉnh núi lớn xanh biếc. Trên núi, cây xanh râm mát, quái thạch san sát, nhìn hơi kỳ quái. Nơi này, hắn dò xét đỉnh núi trước mặt, ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị. Ngọn núi này hắn không lạ lắm, nghiêm chỉnh mà nói đã gặp ba lần. Đầu tiên là khi hắn lần đầu thúc giục trưởng thiên bình nhìn thấy di la lão tổ giảng đạo, địa điểm chính là tại đỉnh núi lớn này. Lần thứ hai là lúc trước hắn tiến về di tích chân môn môn, cũng đã đến núi này. Không nghĩ tới hôm nay, lại đến một lần nữa. Ngọn núi lớn màu xanh biếc cao vút trong mây, không nhìn rõ đỉnh núi, một thềm đá tràng thạch kéo dài từ đỉnh núi xuống mãi tận chân núi. Trên thềm đá giờ phút này, rất nhiều đệ tử chân ngôn môn đang ngồi, tất cả đều ngưng thần yên lặng lắng nghe. Khi đã bắt đầu giảng đạo, từng thanh âm hùng vĩ truyền đến từ đỉnh núi, chính là thanh âm di la lão tổ, châu ngọc từng chữ, mỗi một chữ đều khiến cho người ta có một cảm giác huyền diệu không gì sánh được, cảm giác không thể nắm lấy thiên địa nguyên khí gần đấy rung động theo thanh âm di la lão tổ không ngừng. Trên bầu trời lúc này, ánh sáng lấp lánh bay múa, khi thì hóa thành cuồng phong vô tật, khi thì lại biến thành hỏa vũ đỏ rực, rồi lại hóa thành gió bão băng hàn, biến hóa vô cùng. Hàn lập nhìn lên bầu trời, đuôi lông mày một lần nữa khẽ động, mơ hồ cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút quen mắt, nhưng hắn lập tức lắc đầu, lặng lẽ bay lên núi. Tuy nhiên hắn không bay đến đỉnh núi mà tìm một chỗ giữa sườn núi ngồi xuống, để tránh tới gần sẽ bị di la lão tổ phát hiện. Từ nơi này đã mơ hồ có thể thấy tình hình đỉnh núi, Di La lão tổ ngồi ở giữa, Kỳ Ma tử, Mộc Diên năm đệ tử vây quanh bên cạnh. Ở bên cạnh Mộc Diên còn có một con chuột to béo, toàn thân bóng loáng, tư thế đứng thẳng giơ hai chân trước, nhìn qua Di La lão tổ. Chương 1149, đệ tử thứ bảy. Hàn Lập thấy tình hình này, lúc đầu khẽ giật mình, sau đó không hao tâm tốn sức suy nghĩ chuyện khác nữa, ngưng thần nghe đạo. Ngay từ đầu hắn biểu lộ có chút tùy ý, nhưng lắng nghe chốc lát, thần sắc trên mặt dần dần trở nên chăm chú, cuối cùng lộ ra vẻ như si như mê. Di la lão tổ giờ phút này giảng mặc dù không phải đại ngũ hành Nguyễn thế quyết huyền bí, nhưng hắn nghe được, mỗi một câu giảng, đều cùng nhịp thở với đại ngũ hành Nguyễn thế quyết. Khẩu quyết công pháp đại ngũ hành Nguyễn thế quyết, mỗi chữ mỗi câu từ đi qua trong lòng hàn lập, giờ khác này lại được xác minh với lời di la lão tổ giảng đạo, hắn lĩnh ngộ môn công pháp này càng sâu, những chỗ vốn mơ hồ không rõ, dần dần có cảm giác sáng tỏ thông suốt thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày. Thanh âm di la lão tổ đang giảng đạo đột nhiên ngừng lại, hàn lập lập tức bừng tỉnh, nhìn lên đỉnh núi, là Mộc Diên mở miệng đặt câu hỏi. Thấy cảnh này, hàn lập âm thầm hâm mộ Mộc Diên kia, có người có thể giải nghi hoặc trong lòng mình. Hắn nghe di la lão tổ giảng đạo, hiểu đại ngũ hành huyến thế quyết sâu hơn không ít, nhưng trong lòng cũng có rất nhiều chỗ nghi hoặc liên quan tới công pháp này, đáng tiếc hắn lại không có người để thỉnh giáo di la lão tổ thuận miệng giải đáp nghi vấn của mộc diên sau đó tiếp tục mở miệng giảng đạo hàn lập vội vàng tiếp tục lắng nghe thể ngộ công pháp di la lão tổ giảng đạo một hồi đột nhiên lần nữa dừng lại ánh mắt nhìn một chỗ hư không trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc mấy người mộc diên cũng từ trong ý cảnh say mê tỉnh lại nghe tiếng nhìn về phía bên kia mặt lộ vẻ giận dữ người nào lớn mật nhìn trộm mộc diên bỗng nhiên đứng dậy gầm lên một tiếng bờ môi di la lão tổ mấp máy một chút một cỗ lực lượng vô hình chen trúc ra đánh vào nơi hư không kia nơi hư không kia ầm ầm một tiếng vang vỡ vụn thành từng mảnh lực lượng vô hình lập tức thẩm thấu tiến vào sâu trong hư không những nơi đi qua hình thành một đầu thông đạo như ẩn như hiện không biết kéo dài đến chỗ nào lập tức một âm thanh yếu ớt giòn vang từ chỗ sâu trong không gian thông đạo truyền đến tựa hồ là thứ gì đó vỡ vụn hàn lập nhìn thấy cảnh này nhíu mày lại đây chẳng phải là cảnh tượng chính mình năm đó hắn nghe lén giảng đạo bị di la lão tổ phát hiện sao chẳng trách mình vừa mới nhìn buổi giảng đạo này lại thấy quen mắt. Di la lão tổ lần nữa vung tay lên, một cỗ kim quang bắn ra, lao qua chỗ hư không vỡ vụn kia một cái. Hư không bị vỡ vụn trong nháy mắt lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả ngồi xuống đi, không cần ngạc nhiên, lão tử tốn nói, bọn người mộc diên nghe vậy, thần sắc khôi phục chấn định, ngồi xuống. Sư tôn, vừa mới nhìn trộm là ai? Chẳng lẽ là người thiên đình? Kỳ ma tử nhíu mày hỏi sắc mặt di la lão tổ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu không nói gì ánh mắt lại chuyển động nhìn lại phía chỗ giữa sườn núi một cái chỗ giữa sườn núi trong lòng hàn lập hơi hồi hộp một chút vừa rồi mặc dù di la lão tổ chỉ tùy ý nhìn lướt qua nơi này mà chính mình đang ở vào trạng thái ẩn thân đồng thời vận khởi vạn khiếu không tịch thuật nhưng hắn biết cái nhìn kia là đang nhìn hắn chính mình dùng bất luận bí thuật ẩn nấp gì trước mặt di la lão tổ đều là thùng rỗng kêu to di la lão tổ đã phát hiện ta có nên chạy trốn không? Hàn Lập chấn động trong lòng, vô thức liền muốn phi độn bỏ chạy. Nhưng Di La lão tổ trên đỉnh núi lại thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Hàn Lập nữa, lại bắt đầu giảng đạo. Mắt Hàn Lập sáng lên, đang muốn phi độn đi thì thân hình ngừng lại. Hắn mặc dù không rõ thực lực thực sự của Di La lão tổ, nhưng chỉ bằng cái nhìn vừa rồi, Di La lão tổ tuyệt đối lợi hại hơn Hắc Thiên ma tổ nhiều lắm, nếu như đối phương muốn bắt mình, bất luận thế nào cũng không chạy thoát. Nếu thế dứt khoát thoải mái một chút, mà bản thân tu luyện chính là đại ngũ hành huyến thế quyết, xem như là nửa đệ tử chân môn môn, dù bị di la lão tổ bắt lấy, hẳn cũng sẽ không tổn thương chính mình. Nghĩ tới đây, trong lòng hàn lập an định hơn một chút, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục nghe đạo. Di la lão tổ tiếp tục giảng thêm nửa ngày, sau đó tuyên bố giảng đạo kết thúc. Đệ tử chân môn môn dưới núi cung kính cúi đầu với hướng đỉnh núi, sau đó nhao nhao rời đi. Mấy người kỳ ma tử, Mộc Diên cũng giống vậy, rất nhanh đỉnh núi chỉ còn lại một mình Di La Lão Tổ. Ra đi, Di La Lão Tổ lẳng lặng đứng thẳng lên, một lát sau nhàn nhạt mở miệng nói. Hư không sau lưng Di La Lão Tổ chấp động, thân ảnh hàn lập trống rỗng xuất hiện. Tham kiến Di La tiền bối, hắn chắp tay thi lễ một cái. Di La Lão Tổ chậm rãi quay người lại, đánh giá trên dưới hàn lập một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong miệng lẩm bẩm nói, rất tốt, không sai, không sai. Vãn bối ngẫu nhiên đến đây, nghe nói tiền bối giảng đạo, cảm thấy huyền diệu, liền ẩn nặc hành tung ở một bên nghe giảng, mong rằng tiền bối chớ trách. Hàn lập bị di la lão tổ nhìn thấy không thể hiểu thấu, hít sâu một hơi, lần nữa thi lễ một cái. Không sao, người đã tu luyện đại ngũ hành huyến thế quyết, tự nhiên là đệ tử chân ngôn môn ta, nghe ta giảng đạo, có gì là không được. Di la lão tổ cười hỏi ngược lại, hàn lập thấy di la lão tổ đã nhìn ra công pháp của hắn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà dáng tươi cười di la lão tổ hiền lành, cũng không có địch ý, làm trong lòng hắn âm thầm thở nhẹ ra. Vừa rồi người nhìn lén ta giảng đạo kia cũng là người phải không? Mà ngươi mặc dù thân ở bây giờ, cũng không phải người bây giờ, thế gian này lại có bảo vật có thể xuyên qua thời không, đúng là không thể tưởng tượng được. Di la lão tổ giống như thở dài, nói, trong lòng hàn lập chấn kinh, di la lão tổ vậy mà chỉ nhìn một chút liền xem thấu hết thảy. Chỉ là khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, nhưng không có lên tiếng. Trường Thiên Bình là bí mật lớn nhất của hắn, hắn tự nhiên không thể nói cho di la lão tổ biết ngươi yên tâm ta sẽ không đoạt bảo vật của ngươi bảo vật này không thể coi thường ngươi cẩn thận cất kỹ là được di la lão tổ tựa hồ nhìn ra lo lắng trong lòng hàn lập cười nói vãn bối không dám hàn lập thấp giọng nói ra ngươi tên là gì di la lão tổ cũng không để ý chuyện này quá lâu trong mắt nhìn hàn lập hiện lên một tia từ ái hỏi vãn bối hàn lập hàn lập trần chờ một chút nói ra hàn lập danh từ cũng không tệ lắm ngươi có bằng lòng nhập môn hạ ta không? di la lão tổ mỉm cười nói ra câu nói này như bay tới trời cao, đột ngột không gì sánh được. để hàn lập cứ thế đứng im tại đó. ta cả đời thu đồ đệ nghiêm cẩn, cho tới bây giờ vẻn vẹn thu sáu người. bất quá đã từng có vị cao nhân xem bói cho ta, nói ta đời này sẽ có bảy vị đệ tử, vị đệ tử cuối cùng sẽ truyền thừa y bát của ta. thế gian này trừ ta ra, ngươi là người duy nhất luyện thành đại ngũ hành nguyễn thế quyết. xem ra đệ tử thứ bảy này là ứng ở trên người của ngươi rồi. Di la lão tổ lộ vẻ hồi tưởng, từ tốn nói. Hàn lập nghe vậy hơi trợn mắt há hốc mồm, nhưng rất nhanh thần sắc liền khôi phục bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia từ chối cho ý kiến. Di la lão tổ mặc dù thực lực cường đại, rất có nguồn gốc chung với mình, nhưng sẽ không dễ dàng để hắn cúi đầu bái tạ. Hàn tiểu hữu không cần lập tức quyết định, theo ta vào trong chân ngôn môn xem một chút, thế nào. Di la lão tổ tựa hồi nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hàn lập, cười khẽ nói. Tuân mệnh tiền bối, hàn lập gật đầu nói di la lão tổ gật gật đầu rất hài lòng với thái độ cung kính của hàn lập lập tức vung tay lên một vệt kim quang từ trong tay lão bắn ra lập tức trải rộng ra dưới chân lão hình thành một đầu kim quang đại đạo kéo dài tiến vào hư không phía trước tựa hồ thông vào hư không vô tận lên đây đi di la lão tổ nói với hàn lập hàn lập nhìn kim quang đại đạo ánh mắt chấp động một chút cất bước đứng lên trên hai chân hắn vừa mới chạm vào kim quang đại đạo một cỗ thời gian pháp tắc chi lực kỳ lạ lập tức từ dưới chân dâng lên, bao trùm thân hình của hắn. Mà cảnh sắc trước mắt hắn nhanh chóng biến ảo, đồng thời chuyển động quanh hắn, ẩn ẩn hình thành một vật giống như thông đạo thời không. Trong lòng Hàn Lập kinh ngạc, nhưng sau một khắc quang ảnh biến ảo chung quanh đột nhiên đều biến mất. Thân thể của hắn cảm thấy hơi nặng, người đã xuất hiện trong một không gian màu vàng. Hàn Lập nhìn lên thiên không, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Từ khi hắn tu luyện thiên sát chấn ngục công, dung hợp chân linh huyết mạch chi lực vào thể nội cảm ngộ đối với những chân linh huyết mạch càng ngày càng sâu thiên phượng huyết mạch là hàn lập sớm dung hợp nhất vào chân linh huyết mạch bây giờ hắn cảm ngộ thiên phượng huyết mạch phi thường khắc sâu cảm ứng lực lượng không gian cũng bén nhạy hơn nhiều so với trước cho nên hắn có thể cảm giác được giờ phút này vị trí không gian màu vàng cách quan nhật phong lúc trước đã rất xa vượt xa cực hạn lôi quang pháp trận truyền tống của hắn thần thông kim quang đại đạo của Di La lão tổ kia vậy mà trong chớp mắt đã mang theo hai người tới nơi này. Càng làm cho Hàn Lập khiếp sợ là, hắn vừa rồi không cảm giác được mảy may lực lượng không gian ba động. Đây là thần thông thập phương đại đạo của chân ngôn môn ta, cũng có công hiệu thực hiện không gian na di, chỉ là điều động cũng không phải là lực lượng không gian, mà là lực lượng thời gian. Di La lão tổ nhìn thấy thần sắc Hàn Lập, giải thích. Hàn Lập nghe lời này, trong lòng lại chấn động, các thành lớn, hoặc là tông môn lớn ở chân tiên giới đều sắp đặt không gian cấm chế, phòng ngừa có người thi triển thần thông không gian na di âm thầm chui vào. Nhưng nếu hắn học được thần thông thập phương đại đạo này, chẳng phải có thể tùy tiện đột phá những không gian cấm chế kia sao? Không ngờ trong thời gian pháp tắc, lại có loại thần thông này. Hàn lập từ đáy lòng khen, chân ngôn môn tinh nhiên thời gian pháp tắc, truyền thừa vô số thời đại, các loại thần thông vô số kể, thập phương đại đạo, chỉ là một trong số đó thôi, người nếu cảm thấy hứng thú với thần thông thời gian pháp tắc, vậy đi theo ta đi. Di la lão tổ cười cười, phát tay phát ra một cỗ kim quang quấn lấy hàn lập, bay tới phía trước. Ánh mắt hàn lập sáng lên, mặc cho di la lão tổ mang theo, dò xét không gian màu vàng chung quanh. Nơi đây thoạt nhìn là một chỗ cùng loại với bí cảnh thái tuế tiên phủ, phía dưới đứng vững từng tòa kiến trúc hùng vĩ, so với các kiến trúc chân ngôn môn nhìn thấy trước đó thì to lớn hơn gấp 10 lần, thoáng như cung khuyết thần tiên. Rất nhiều đệ tử chân ngôn môn tu luyện ở chỗ này, phảng phất là một chân ngôn môn khác. Nơi này là chân ngôn huyền diệu giới, lịch đại tiền bối chân ngôn môn khổ tâm mở ra một giới diện không gian, nơi đây mới là chỗ căn bản của chân ngôn môn ta. Di La Lão Tổ giải thích, trong lời nói lộ ra một cỗ tự ngạo. Quả nhiên to lớn, Hàn Lập gật đầu nói, lần nữa quan sát tỉ mỉ không gian xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi chỉ lo đàm luận sự tình cùng Di La Lão Tổ, vậy mà không chú ý tới, trong không gian nơi đây tràn ngập một cỗ ba động thời gian pháp tắc, cùng một dạng với tuế nguyệt tháp trong thái tuế tiên phủ. Chỉ là trong hư không tuế nguyệt tháp ẩn chứa lực lượng thời gian, là vì giam cầm suy yếu thực lực tù phạm trong đó, còn ba động thời gian pháp tắc nơi này lại hoàn toàn khác biệt, không có một tia ác ý, là đang tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua nơi này. Tốc độ thời gian trôi qua chung quanh hắn so với bên ngoài nhanh năm thành không sai biệt, mà lại theo di la lão tổ tiến lên, tốc độ thời gian trôi qua dần dần biến nhanh lên. Gấp 2, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần. Càng đi về phía trước, vẻ kinh ngạc trên mặt hàn lập càng ngày càng đậm chương 1150, căn cơ chân ngôn môn. Độn tốc của Di Lão Tổ nhanh hơn Hàn Lập không biết bao nhiêu lần, rất nhanh đã bay qua mấy ngàn vạn dặm Chỉ là diện tích không gian màu vàng này lớn kinh người, vẫn như cũng không có dấu hiệu gì đến đích. Bay không biết qua bao lâu, thân hình Di Lão Tổ đột nhiên khẽ động, rơi xuống phía dưới, đáp xuống trước một tòa cự phong màu vàng. Tòa cự phong màu vàng này nguy nga cao ngất, đâm thẳng vào đám mây, che nửa màn trời phía trước lại, phảng phất một con cự thú màu vàng chiếm giữ tại đây toàn thân cự phong tản mát ra trận trận kim quang mỗi một khối núi đá đều tản mát ra ba động thời gian pháp tắc chi lực hội tụ vào một chỗ hình thành một dòng lũ pháp tắc phô thiên cái địa tràn ngập cả vùng thế giới này hàn lập theo di la lão tổ đáp xuống còn chưa kịp đứng vững liền cảm giác một cỗ lực lượng pháp tắc không cách nào nói rõ áp bách tới mình hắn bị ép đạp đạp lùi lại hai bước lúc này mới đứng vững kinh hãi nhìn cự phong màu vàng trước mặt hít sâu một hơi những núi đá màu vàng này đều là tu di huyền tinh thạch hắn tu luyện thời gian pháp tắc, biết rõ các loại tài liệu ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực, tòa cự phong màu vàng trước mắt này thình lình toàn thân đều do một loại tài liệu tên là tu di huyền tinh thạch tạo thành. Tu di huyền tinh thạch là một loại tài liệu thời gian pháp tắc phi thường chân quý, nghe đồn lấy được trong tinh không vô tận cửu thiên ngoại vực, một khối nhỏ có thể bán với giá rất cao. Cự phong trước mắt vậy mà đều là do tu di huyền tinh thạch tạo thành, nếu không tận mắt thấy, thực sự khó mà tin được. Tòa tu di kim sơn này là do trưởng môn chân ngôn môn đời thứ 11 thiên thời chân nhân tìm từ trong cửu thiên ngoại vực về, chính là trung tâm chân ngôn huyền diệu giới. Di la lão tổ chậm rãi mở miệng nói ra, nội tình chân ngôn môn thật sự sâu không lường được, không hổ là tồn tại có thể chống lại thiên đình. Hàn lập thở nhẹ ra một hơi, lần nữa tán thưởng từ tận đáy lòng. Tốc độ thời gian trôi qua nơi đây lại tăng nhanh rất nhiều, gấp mấy trăm lần so với phía ngoài. Không biết chân ngôn môn làm việc này như thế nào, nếu hắn cũng có thể nắm giữ môn thần thông này, chẳng phải là tương đương người khác tu luyện gấp mấy trăm lần thời gian sao. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không nhịn được tim đập thình thịch. Hàn Tiểu Hữu quá khen, đi theo ta. Di La Lão Tổ khẽ cười một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước. Nơi cự phong màu vàng này không có nhiều kiến trúc, chỉ tọa lạc ở chân núi một tòa cung điện khổng lồ, toàn thân cũng dùng tu di huyền tinh thạch tạo thành, kim quang lập lòe, dị thường khí phái, chỉ là cửa ra vào cũng không có bảng hiệu đồ vật gì, không biết bên trong có cái gì nữa. Đại môn cung điện đóng chặt, trái phải đều có một đồ án hình chữ vạn. Di la lão tổ đi tới trước cung điện, trên mỗi bàn tay nổi lên một tầng kim quang, đặt trên đồ án chữ vạn. Đại môn cung điện đột nhiên tỏa ra kim quang trùng thiên, lập tức bốn đạo hư ảnh thần chỉ màu vàng từ trong kim quang nổi lên. Vị thần chỉ thứ nhất là một kim giáp nam tử dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc, tay cầm một cây búa to, tay kia cầm một cự thuẫn, nhìn tràn ngập vẻ uy nghiêm vô tận. Vị thần chỉ thứ hai thì phần miệng mọc ra một cái mỏ vàng, phía sau mọc lên tám cánh chim màu vàng, đầu đội tinh quan màu vàng, hơi đặc biệt chính là dưới thân mọc ra ba cái chân, nhìn giống như thế chân vạc. Vị thần chỉ thứ ba là một tiểu nữ hài sau lưng mọc lên hai cái cánh ngắn nhỏ, đỉnh đầu sáng trói quang hoàn, béo múc mít nhìn đáng yêu không gì sánh được. Trong tay tiểu nữ hài cầm một bộ cung tiễn màu vàng ngắn nhỏ, đỉnh của mũi tên có hình trái tim, nhìn phẳng phất đồ chơi của hài đồng. Mà vị thần chỉ cuối cùng là một nữ tử Mỹ lệ mọc ra sáu cánh tay, mỗi tay cầm một trong sáu loại nhạc khí, đó là cổ cầm, chuông nhạc, động tiêu, tì bà, linh đang, chống trận, hơi nhoáng một cái, liền phát ra âm thanh êm tai Mỹ diệu. Bốn vị thần chỉ vừa xuất hiện, lập tức nhìn về phía Di La Lão Tổ, trên mặt đều lộ ra vẻ đề phòng. Di La Lão Tổ nói lẩm bẩm vô số phù văn màu vàng từ trong miệng bắn ra, dung nhập vào thể nội bốn vị thần chỉ này. Địch ý trong mắt bốn vị thần chỉ chậm rãi biến mất, sau đó đi qua hai bên, chia ra đứng ở hai bên đại môn, lập tức đại môn cung điện ầm ầm một tiếng từ từ mở ra. Đi thôi, Di La lão tổ nháy mắt ra dấu với Hàn Lập, dẫn đầu đi vào đại điện. Hàn Lập cũng không trần chờ, đi theo sau. Trong đại điện, đập vào mắt đầu tiên là một đại sảnh rộng rãi, lớn chừng mấy trăm trượng, trên mặt đất trung tâm sảnh minh khắc chẳng chịt đường vân màu vàng, trong đó còn kèm theo vô số đồ án nhật nguyệt tinh thần, hình thành một pháp trận hùng vĩ vô cùng phức tạp, Kim quang và phù văn màu vàng từ các nơi pháp trận nở rộ ra sáng chói không gì sánh được, mà kỳ lạ chính là tất cả kim quang, phù văn đều bị giam cầm trong phạm vi pháp trận, không có khuếch tán ra, chỉ quay cuồng chớp động trong phạm vi pháp trận mà thôi. Mà bên cạnh trận pháp màu vàng hùng vĩ thì đứng vững hai cây cột đá một trắng một vàng. Toàn thân cột đá màu vàng cũng là tu di huyền tinh thạch chế thành, dính liền cùng một chỗ với mặt đất, không thể tách rời, phía trên minh khắc từng đường vân màu vàng hình dáng hỏa diễm mà trên cột đá màu trắng cũng nguyên khác đạo đạo đường vân lại là màu bạc đỉnh cột đá có một cái lỗ thủng màu đen ẩn ẩn có đạo đạo hắc quang chấp động ở trong đó từng mai từng mai tiên nguyên thạch từ trong lỗ thủng đỉnh cột đá bay ra hình thành một dòng lũ tiên nguyên thạch liên tục không ngừng rơi vào trong trận pháp màu vàng lập tức hòa tan thành từng đoàn từng đoàn tiên linh lực tinh thuần dung nhập vào trong pháp trận đồng thời trên cột đá màu vàng kia cũng tỏa ra từng luồng từng luồng kim quang hình dáng hỏa diễm trong mỗi một đoàn kim quang đều ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực nồng đậm cũng tan vào trận pháp màu vàng dưới tiên linh lực khổng lồ và lực lượng thời gian thôi động trận pháp màu vàng hùng vĩ vận chuyển ù ù lên từng mai từng mai quang cầu màu vàng to bằng đầu người từ trong pháp trận bay ra bên trong chấp động vô số phù văn màu vàng tản mát ra trận trận ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt bay lên phía chỗ cao mà ở trên không trận pháp màu vàng thình lình trôi lơ lửng một mâm tròn màu vàng phía trên minh khắc từng đường vân ở trung tâm còn nhô ra một chỗ lớn chừng ngón cái, phía trên cắm một cây kim đồng hồ màu vàng. Những quang cầu màu vàng kia nhao nhao dung nhập vào trong mâm tròn, kim đồng hồ màu vàng trên mâm tròn nhanh chóng chuyển động. Từng luồng từng luồng sóng ánh sáng màu vàng từ trong mâm tròn màu vàng tản ra, dung nhập vào trong hư không phụ cận. Hàn lập nhìn thấy tình cảnh trước mắt, con mắt mở lớn lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn sở dĩ kinh ngạc, một là vì hắn phát hiện đầu nguồn dòng thời gian trôi qua trong toàn bộ chân ngôn huyền diệu giới tăng tốc, thình lình chính là trận pháp màu vàng hùng vĩ trước mắt. Chuẩn xác hơn là mâm tròn màu vàng trên không kia, một nguyên nhân khác khiến Hàn Lập kinh ngạc chính là, mâm tròn màu vàng trước mắt này, chính là vật hắn lấy được trong di tích chân ngôn môn lúc trước. Hàn Tiểu Hữu chắc hẳn cũng chú ý tới, tốc độ thời gian trong chân ngôn huyền diệu giới trôi qua khác với ngoại giới, đầu nguồn chính là quân thiên nhật quỹ này. Bảo cụ này có thần thông cải biến tốc độ thời gian trôi qua, bên ngoài đi qua một ngày, ở trong chân ngôn huyền diệu giới sẽ là một tháng, thậm chí là một năm. Chính vì có quân thiên nhật quỹ này, chân ngôn môn ta mới cường thịnh như hôm nay. Di la lão tổ nhìn mâm tròn màu vàng, ánh mắt chấp động lên hào quang sáng tỏ. Hàn lập nhìn di la lão tổ một cái, trong lòng cảm thán không thôi. Có không gian thời gian tranh lệch này, tương đương với tốc độ tu luyện so với người khác nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, chân ngôn môn không muốn trở nên mạnh mẽ cũng khó. Quân thiên nhật quỹ này quả nhiên vô cùng thần kỳ, chỉ là thôi động bảo vật này tựa hồ cần tiêu hao tiên nguyên thạch và thời gian pháp tắc chi lực khổng lồ, mà pháp trận này nhìn cũng phi thường bất phàm. Hắn nhìn về phía hai cây cột đá trắng vàng bên cạnh pháp trận màu vàng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên trận pháp màu vàng, hỏi. Ánh mắt hàn tiểu hữu nhạy bén, pháp trận này tên là quang âm thiên tuyển đại trận, chính là một trong thập đại pháp trận thượng cổ, cũng chỉ có thượng cổ pháp trận này mới có thể thôi động quân thiên nhật quỹ thôi động bảo vật này tiêu hao xác thực rất lớn cần rất nhiều tiên nguyên thạch tạm thời không nói lấy bản môn tích lũy nhiều năm như vậy tự nhiên cũng lấy ra được nhưng thời gian pháp tác chi lực mới thật sự là nan đề may mắn bản môn có tòa tu di kim sơn này thời gian pháp tác chi lực ẩn chứa trong đó gần như vô tận mới có thể tiếp tục thôi động quân thiên nhật quỹ này di la lão tổ mỉm cười tiếp tục nói hàn lập nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề tạo dựng ra một không gian tranh lệch thời gian như thế vậy mà cần tiêu hao to lớn như thế lấy thực lực chân ngôn môn cũng cảm thấy cố hết sức, chứa nói chi là hắn. Coi như quân thiên nhật quỹ kia vào tay hắn, cũng là hy vọng xa vời. Thôi động quân thiên nhật quỹ tiêu hao khác nhau tùy theo từng người. Chân ngôn huyền diệu giới quá rộng lớn, muốn cải biến toàn bộ tốc độ thời gian trôi qua, tiêu hao tự nhiên rất lớn, nhưng nếu chỉ cải biến tốc độ thời gian một khối không gian nhỏ thì tiêu hao sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Di la lão tổ nhìn hàn lập một chút, từ tốn nói. Hàn lập nghe vậy trong lòng máy động, sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Lời này của Di La Lão Tổ tựa hồ có ý riêng, hẳn là phát hiện tương lai quân thiên nhật quỹ sẽ rơi vào trên tay mình. Quân thiên nhật quỹ chỉ là một kiện bảo vật đầu tiên nơi đây, đi thôi, ta dẫn người đi chỗ sâu đại điện nhìn xem một chút. Di La Lão Tổ cất bước đi vào chỗ sâu trong đại điện. Hàn Lập nhìn thân ảnh Di La Lão Tổ, nhíu mày, đi theo. Vòng qua pháp trận bên trong đại sảnh, hai người tiếp tục đi vào chỗ sâu, đi qua một hành lang, phía trước xuất hiện hai thông đạo trái phải. Trong thông đạo bên phải truyền ra trận trận tia sáng chói mắt, từng luồng từng luồng khí tức pháp tắc cường đại từ đó lan truyền ra, tựa hồ là từng kiện tiên khí cường đại, trong đó còn có không ít tiên khí thời gian. Thông đạo bên trái thì an tĩnh hơn rất nhiều, không có dị tượng gì truyền ra. Bên phải là tàng bảo điện của chân môn môn chúng ta, rất nhiều tiên khí đặt ôn dưỡng ở trong đó. Đi thôi, chúng ta trước đi bên trái tàng công điện, đó là nơi cất giữ công pháp điển tịch và các loại bí thuật thần thông bản môn. Di la lão tổ giải thích một tiếng, mang theo hàn lập đi về phía thông đạo bên trái rất nhanh vào trong một gian đại sảnh màu vàng khác đại sảnh nơi đây dài mấy trăm trượng có hình chữ nhật cao vài chục trượng hai bên vách tường đại sảnh đào ra từng ngăn chứa trống rỗng trong mỗi ngăn chứa đặt một quyển sách hoặc là một khối ngọc giản bất quá đều bị một màn sáng màu vàng bao lại bên cạnh mỗi ngăn chứa đều có một khối minh bài do một loại kim loại không biết tên tạo thành phía trên dùng một loại chữ nhỏ màu vàng viết nổi lên viết nội dung sách hoặc là ngọc giản chương 1151, nhiều loại thần thông. Đôi mắt hàn lập bóng sáng lên, không chút để ý chút những công pháp tên gọi dườm giả kia, chỉ nhìn những thần thông bí thuật thời gian pháp tắc. Môn, chân ngôn đại thủ ấn, này là thần thông hàng ma của chân ngôn môn ta, dùng lực lượng thời gian pháp tắc luyện thành một tôn đại thủ ấn, bên trong bao hàm cửu trọng quang quyền, có thể đem lực lượng thời gian pháp tắc có tính chất khác biệt tồn chữ trong quang quyền, tồn chữ càng nhiều, uy lực càng lớn. Lúc đối địch, chân ngôn đại thủ ấn đánh ra một chảo, chín lực lượng thời gian pháp tác đồng thời chấn động, không gì không phá. Môn, diệt thời thần quang, này cũng là thần thông thuộc tính công kích, lấy thời gian pháp tác chi lực cô động thành một đạo hàng ma thần quang, uy lực đủ xuyên thủng hư không. Môn, khốn thiên tỏa, này là loại thần thông giam cầm, tu luyện tới cực hạn có thể giam cầm chư thiên vạn vật. Bên cạnh minh bài chỉ có tên gọi những thần thông này, Di La Lão Tổ cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ giảng giải công hiệu từng thần thông cho Hàn Lập. Hàn Lập càng nghe, càng động tâm, hơn nữa còn thấy chấn động. Mỗi một môn thần thông thời gian ở đây đều cực kỳ huyền diệu, ẩn chứa đủ loại thiên địa đại đạo huyền bí, vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà số lượng thần thông thời gian pháp tắc tại đây cũng rất nhiều, không dưới mấy trăm loại. Thậm chí Hàn Lập còn thấy các loại thần thông hắn đã tự mình tu luyện qua nghịch chuyển chân luân, chân thực chi nhãn, pháp ngôn thiên địa. Ta thấy Hàn Tiểu Hữu đã học xong mấy loại thần thông, nghịch chuyển chân luân, pháp ngôn thiên địa, thế nhưng đều chỉ đạt tới sơ cấp, nhiều nhất chỉ là giai đoạn trung cấp, cũng không tu luyện tinh thâm, thực sự đáng tiếc. Tiềm lực hai môn thần thông này rất lớn, người lại không thể khai thác hết. Hai mắt Di La lão tổ đánh giá trên dưới Hàn Lập, đột nhiên nói ra. a à, kính xin Di La tiền bối chỉ điểm. Hàn Lập nghe nói lời này, vội vàng hỏi. Hiệu quả thần thông, nghịch chuyển chân luân, chỉ một, làm sao tu luyện, thuần túy nhìn có thể ra tốc bản thân đến mức độ nào. Hàn tiểu hữu người tự ra tốc bản thân mười mấy lần đã đến cực hạt, người tu luyện, ngịch chuyển chân luân, tới cảnh giới cao thâm, có thể gia tốc gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Di La lão tổ mỉm cười, nói ra, gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần, Hàn Lập hít sâu một hơi, nghịch chuyển chân luân, hiệu quả đơn nhất nhưng uy lực to lớn, có thể nói là thần thông phụ trợ mạnh nhất chân môn môn, chỉ là thuật này tạo gánh nặng cực lớn đối với cơ thể, muốn tu luyện thuật này nhất định phải tăng cường rèn luyện nhục thân. Ta thấy nhục thể ngươi đã cực mạnh, nghịch chuyển chân luân, lại chỉ tu luyện ở tình trạng nông cạn như vậy, Thực sự đáng tiếc. Di La lão tổ nhìn Hàn Lập kỳ quái, nói ra. Trái tim Hàn Lập đập thình thịch, đồng thời hưng phấn, cũng âm thầm tự trách bản thân mình chủ quan quá mức. Lúc trước hắn tu luyện nghịch chuyển chân luân tới mức có thể đem ra tốc bản thân mười mấy lần, đã cảm thấy tương đối đủ, liền không nghiên cứu lại thần thông này. Sau đó hắn có khẩu quyết công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết liền một mực chú tâm tu luyện, không còn nghiên cứu qua thần thông thời gian khác, càng không nghĩ đến môn thần thông nghịch chuyển chân luân về phần pháp ngôn thiên địa chính là ngôn xuất pháp vì tuyệt thế thần thông điều khiển thiên địa vừa rồi ta giảng đạo cũng vận dụng một chút pháp ngôn thiên địa uy năng như thế nào ngươi hẳn đều thấy được thần thông này đối với lực lượng thần thức yêu cầu rất cao thần thức càng mạnh uy lực pháp ngôn thiên địa càng lớn thần thức của ngươi cũng mạnh mẽ phi thường hơn xa cùng dai có thể so với tồn tại đại la có căn cơ hùng hậu như vậy pháp ngôn thiên địa của ngươi vẫn còn loanh quanh trong cảnh giới viễn thuật thật sự lãng phí Di La lão tổ lắc đầu nói ra, nếu có thể tu luyện huyễn thuật đến cảnh giới cao thâm, cũng sẽ hữu dụng tương đương. Hàn lập hao tốn không ít tâm huyết vào pháp môn thiên địa, nghe vậy thoáng có chút không phục. Pháp môn thiên địa không phải thần thông huyễn thuật, chỉ có thể lừa gạt một vài người bình thường, cơ bản là vô dụng khi gặp phải người chuyên về huyễn thuật pháp tắc, chỉ phất tay liền bị phá, người ngày sau chớ có tiếp tục cố gắng phương hướng sai lầm. Di La lão tổ nói ra, giọng điệu có chút săn dậy. Hàn lập cũng không tức giận dù sao đối phương thật tâm thực lòng chỉ điểm hắn tu luyện, gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, quan sát những thần thông thời gian khác. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ tiềm lực và uy năng của nghịch chuyển chân luân và pháp môn thiên địa, cả hai đều vô cùng thích hợp thần thông bản thân. Nhận thấy hai môn thần thông này còn không tu luyện tinh thâm, lại nhìn những thần thông thời gian khác, hắn trở lên tỉnh táo hơn rất nhiều, không sốt ruột như trước. Hàn lập đột nhiên dừng bước, nhìn về một môn thần thông, chính là bất hủ kim vân vừa rồi mới lấy được. Môn thần thông này là đệ nhất thần thông phòng ngự của chân ngôn môn, sau khi luyện thành vạn tà bất xâm, đáng tiếc điều kiện tu luyện thần thông này vô cùng hà khắc, người dù đã lấy được phương pháp tu luyện môn thần thông này, tốt hơn là không nên tùy tiện dùng thử. Di la lão tổ mở miệng nói ra, người cũng biết, hàn lập nghe vậy giật mình, cái này đương nhiên, vừa xuất hiện trong chân ngôn môn ta đã biết ngay, nếu ngay cả chút bản lãnh này ta cũng không có, làm thế nào chấp trưởng chân ngôn môn. môn? di la lão tổ từ tốn nói hàn lập nghe lời nói này trên mặt hơi nóng lên thì ra mình một mực ở trong tầm mắt di la lão tổ bản thân lại coi là không bị phát hiện thật là tự phụ lại nghĩ tới hành vi lúc trước của chính mình chỉ bằng bản thân mà dự định thử xông vào cửu nguyên quan hoàn toàn không bận tâm rằng mình bị thiên đình liên thủ cửu nguyên quan truy nã thực sự tự đại và bất cần quá mức hậu quả bị xích mộng cùng diệu pháp thiên tôn truy sát nếu không có bình linh thôi động trưởng thiên bình cứu giúp giờ này hắn dù không vẫn lạc cũng đã rơi vào tay cửu nguyên quan hoặc thiên đình, cuối cùng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Những năm này hắn tu luyện tiến triển cực nhanh, thời gian pháp tắc cũng tinh tiến mau chóng, thế nhưng tâm cảnh tu luyện lại không theo kịp, mới dẫn tới những hành vi không có lý trí như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Lập khẽ thở một hơi, như thể mang tất cả cảm xúc kiêu ngạo cùng tự đại cảm phun ra, trong lòng như được dội một gáo nước lạnh, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Hắn lập tức tiếp tục đi về phía trước, xem xét các loại thần thông, rất nhanh đến chỗ sâu nhất đại sảnh. Trong ô vuông cuối cùng này lại giống tuếch tuy trên cạnh minh bài viết tên gọi Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, nhưng không có điển tịch Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Không chỉ như vậy Chân Môn Hóa Luân Kinh, đoạn thời lưu hỏa tập, năm nhánh công pháp cũng không nhìn thấy ở chỗ này. Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết chính là bảo điển trấn phái của Chân Môn môn, từ trước đến nay đều truyền miệng, không ghi văn tự. Di La lão tổ nói ra, a, thì ra thế. Hàn Lập nghe vậy nhíu mày lại, gật đầu nói, nhưng trong lòng hắn nghi hoặc không hiểu, bởi vì sau này các loại công pháp chân ngôn hóa luân kinh, huyễn thần bảo điển, thủy diễn tứ thời quyết đều viết thành điển tịch, lại lưu truyền khá rộng. Tuy nhiên sau này chân ngôn môn bị thiên đình tiêu diệt, khi đó có thể dẫn đến điển tịch tông môn tứ tán. Công pháp thần thông đã xem hết, hàn tiểu hữu đi theo ta xem tàng bảo điện một chút. Di la lão tổ cười nói, vui lòng tuân mệnh, hàn lập gật đầu nói, thế là hai người quay trở lại, đi tới bên cạnh tàng bảo điện. Bố cục trong tàng bảo điện cũng không khác biệt lắm, trên vách tường đại sảnh đào từng khoảng trống, bên trong cất giữ các loại tiên khí, một bộ mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng óng, một mặt gương đồng màu vàng bắn ra bảo quang bốn phía, một cái hồ lô năm màu, một tấm lưới tơ màu trắng nhu hòa như mây, vân vân. Tuy nhiên nơi này có chút khác nơi để điển tịch, mỗi món tiên khí ở tàng bảo điện này đều có pháp trận bên cạnh chăm sóc. Phẩm chất những tiên khí này đều rất cao, kém nhất cũng là lục phẩm tiên khí, mấy món tiên khí tốt nhất hoàn toàn không kém Hỏa Châu màu trắng của Hàn Lập trong đó còn có hai món là thời gian tiên khí. Chỉ là Hàn Lập nghĩ lại những chuyện đã trải qua, tâm cảnh hoàn toàn trầm tính, cũng không vì đó mà thay đổi, nhìn qua một lần rồi đi. Hàn Tiểu Hữu chân ngôn môn ta còn có những nơi bất phàm khác, có muốn nhìn xem. Di La Lão Tổ lần nữa mời nói, không cần, thực lực chân ngôn môn, Tại Hạ đã hiểu rõ ràng, đầy đủ. Đúng là vô cùng cường đại, chỉ là Tại Hạ đã quen độc lai like, độc vãng huống chi cũng không có cách nào ở lại nơi này lâu, chuyện bái sư thôi được rồi hàn lập lắc đầu im lặng một lát sau chắp tay nói ra thời gian đạo văn trên viên luân màu vàng bây giờ chỉ còn lại có gần một nửa còn có thể dừng lại ở nơi này trên dưới khoảng hai ngày nếu như bái nhập chân ngôn môn thời gian di la lão tổ có thể chỉ điểm hắn cũng không nhiều mà chân ngôn môn có đại thù diệt môn với thiên đình thù hận mức này không thể nào hóa giải chỉ có cách hoàn toàn hủy diệt đối phương mới có thể chân chính kết thúc chân ngôn môn mặc dù cường đại nhưng so sánh với quái vật khổng lồ như thiên đình vẫn kém xa bây giờ hắn bái sư dù có thể đạt được một chút lợi ích nhưng cũng sẽ hoàn toàn can thiệp vào ân oán không chết không thôi của chân ngôn môn với thiên đình thật sự là hại lớn hơn lợi sắc mặt di la lão tổ bình tĩnh nghe hết lời hàn lập nói cũng không tức giận hay kinh ngạc như thể sớm đoán trước hàn lập sẽ đáp lại như thế xem ra hàn tiểu hữu quả nhiên như lời người kia nói là một người vô cùng tỉnh táo không bị các loại công pháp thần thông tiên khí vừa rồi làm cho hoa mắt rất tốt Di La lão tổ cũng không vì Hàn Lập cửa tuyệt mà tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Hàn Lập thấy cảnh này nhíu mày lại. Hàn Tiểu Hữu không muốn cuốn vào tranh đấu giữa chân ngôn môn với Thiên Đình, chỉ là người đối với môn công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết này không chỉ hiểu rõ mà còn tu luyện Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết bất kể có hay không gia nhập chân ngôn môn đều không thể thoát khỏi sự truy sát không ngừng của Thiên Đình. Mà nếu như ta không có nhìn lầm, người bây giờ cũng đã có chút thù hận cùng Thiên Đình, thậm chí bị chúng truy sát a. À. Di la lão tổ từ tốn nói, làm sao mà biết, Hàn Lập trong lòng run lên, hỏi ngược lại, ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi có luyện thần thuật cùng khí thức mặt nạ luân hồi điện, mà không phải mặt nạ thành viên phổ thông, hẳn là luân hồi chi tử. Huống hồ ngươi tu luyện thời gian pháp tắc, càng làm thiên đình kiêm kỵ, quan hệ ngươi và thiên đình không hỏi cũng biết. Di la lão tổ cười nhạt nói, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, Hàn Lập im lặng một lát, gật đầu nói, cho nên nói, ngươi có gia nhập chân môn môn hay không, Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến thái độ Thiên Đình đối với ngươi, thậm chí Thiên Đình đã nhận định ngươi chính là đệ tử chân môn môn. Di La lão tổ còn nói thêm, Hàn Lập không nói gì, sắc mặt lại trầm xuống. Chương 1152, bái sư. Nếu vậy, Hàn Tiểu Hữu không bằng dứt khoát gia nhập chân môn môn, đại ngũ hành nguyễn thế quyết của ngươi mặc dù tu luyện không sai, nhưng trong đó lại tồn tại tai hại trùng điệp. Năm cỗ thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội ngươi bây giờ còn yếu, cho nên không cảm giác được nhưng về sau những thời gian pháp tắc chi lực này tăng cường, các vấn đề sẽ dần dần xuất hiện, đến lúc đó ngươi sẽ bị thời gian pháp tắc chi lực bạo loạn xé rách thân thể, bạo liệt mà chết. Di la lão tổ dò xét trên dưới hàn lập một chút, lần nữa lạnh nhạt nói ra. Sắc mặt hàn lập biến đổi mấy lần, rất nhanh trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Kỳ thật vừa rồi nghe Di la lão tổ giảng đạo, hắn lĩnh ngộ đại ngũ hành huyến thế quyết sâu hơn không ít, đã mơ hồ cảm giác được năm cỗ thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội có chút không ổn, cụ thể không ổn chỗ nào hắn cũng không cách nào xác định được nhưng lời nói di la lão tổ không ngoa lại là lời khẳng định di la tiền bối nói rất đúng nếu như thế tại hạ đồng ý gia nhập chân môn môn hàn lập im lặng một lát ngẩng đầu nói ra sau đó liền tiến hành lễ bái sư với di la lão tổ người ta chính là chi giao cách một thế hệ chỉ là nghi thức xã giao thôi không cần cũng được di la lão tổ thấy hàn lập đồng ý gia nhập chân môn môn lập tức đại hỉ đưa tay phát ra một cỗ lực lượng vô hình nâng thân thể Hàn Lập lên, không để cho hắn hạ bái. Hàn Lập thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta mặc dù thu Hàn tiểu hữu ngươi làm đồ đệ, bất quá thực lực ngươi bất phàm, chắc hẳn rất nhanh sẽ tiến giai đại la cảnh, người ta là sư đồ, kỳ thật lấy bạn bè tương giao là đủ rồi. Di La lão tổ lần nữa cười nói, Hàn Lập nghe lời này, trong lòng thật kinh ngạc, các môn phái chân tiên giới đều rất coi trọng bối phận tôn ti quan hệ thầy trò, mà theo hắn thấy, chân ngôn môn chính là môn phái rất cổ xưa, lễ giáo xâm nghiêm, rất chú trọng tôn ti trưởng ấu, Di La lão tổ làm vậy là có ý gì? Mặc dù không nghĩ ra, nhưng Di La lão tổ không để cho hắn hành lễ bái sư, lại đúng tâm ý của hắn. Hàn Lập những năm này độc lai độc vãng đã quen, nếu để cho hắn dập đầu hành lễ với người nào đó, cho dù đối phương là sư tôn trưởng bối, hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Không dám, tại hạ nếu bái tiền bối vi sư, tự nhiên sẽ phải làm lễ sư đồ. Hắn cung kính nói. Di la lão tổ cũng không chấp nhất việc này, kéo Hàn Lập ngồi xuống đất. Hàn Lập, người nếu đến từ tương lai, tại thời đại của ngươi, tình huống chân ngôn môn như thế nào? Sắc mặt Di la lão tổ trịnh trọng hỏi, tại thời đại đệ tử, chân ngôn môn đã sớm bị thiên đình tiêu diệt, căn cứ đệ tử điều tra là do thời gian đạo tổ thiên đình ra tay. Hàn Lập trần chờ một chút, nói ra, quả là thế, Di la lão tổ nghe nói lời này, cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm tính đến chuyện này. Còn có một chuyện, sư tôn kỳ ma tử người này cũng không đáng tin khi đó hắn đã đầu phục thiên đình mà chuyện chân ngôn ngôn bị diệt chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến hắn xin sư tôn sớm đề phòng hàn lập do dự một chút nói lần nữa nếu thiên ý như vậy không cần thiết phải cải biến nếu không sẽ gây nên cái gì không ai nói trước được di la lão tổ nghe lời này thần sắc như cũ không biến im lặng một chút sau đó từ tốn nói hàn lập nghe vậy đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa ai có thể cam đoan, ngăn trở hắn, chân ngôn môn nhất định sẽ không bị hủy diệt, tình cảnh sẽ tốt hơn. Tốt rồi, sự tình chân ngôn môn, ngươi không cần quan tâm nữa, ngươi vừa mới nói thời gian lưu ở đây không nhiều, vậy ngươi mau mau thi triển đại ngũ hành huyễn thế quyết, để ta xem kỹ một chút vấn đề trong đó. Di la lão tổ đưa tay ngăn Hàn Lập nói, nói ra. Hàn Lập cũng không nhiều lời nữa, vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết. Chân ngôn bảo luân, đoạn thời lưu hỏa, quang âm tịnh bình, huyễn thần xa lậu, đông ất thần mộc, năm vật cụ tượng hóa nổi lên, chậm rãi chuyển động quanh thân thể hắn. Lần này hắn thỉnh giáo Di La lão tổ, cho nên toàn lực vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết, trên những vật như chân Môn bảo luân không chỉ có thời gian đạo văn tỏa ra hào quang rực rỡ, mà thời gian pháp tắc tinh ti cũng nổi lên. Lúc trước xuyên không tiêu hao 50 sợi thời gian pháp tắc tinh ti, cơ bản đều xuất ra từ đoạn thời lưu hỏa, giờ phút này trên đoạn thời lưu hỏa chỉ có hơn trăm sợi thời gian pháp tắc tinh ti mà trên chân ngôn bảo luân quấn quanh 30 mấy sợi thời gian pháp tắc tinh ti. Thời gian pháp tắc tinh ti trên huyễn thần xa lậu, quang âm tịnh bình, đông ất thần một càng ít, chỉ có giải rác vài sợi. Di la lão tổ nhìn về phía những vật chân ngôn bảo luân, trước nhẹ gật đầu, sau lại lắc đầu. Hàn lập nhìn thấy thần sắc biến hóa của di la lão tổ, nói rõ với lão một vài vấn đề ngày thường tu luyện, còn có lúc trước trùng kích đại la cảnh thất bại, sau đó chắp tay nói ra, xin sư tôn chỉ điểm. Thời gian pháp tắc chính là một trong tam đại trí tôn pháp tắc, áp đảo ba ngàn đại đạo khác, vạn sự vạn vật đều không thể tồn tại một mình. Mà ngũ hành chi đạo lại là nền tảng vạn vật thế gian, môn công pháp đại ngũ hành nguyễn thế quyết này thật ra là dùng lý lẽ ngũ hành bình thường nhất, đi suy diễn thời gian pháp tắc trí tôn, đây là đạo lý đại đạo đơn giản nhất. Di la lão tổ trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Hàn lập tập trung tinh thần nghe giảng, không nháy mắt dù chỉ một cái. Thủy chi nhuận hạ, hỏa chi viêm thượng, kim chi phong duệ, mộc chi hóa sinh, thổ chi hùng hậu, những lý lẽ ngũ hành này cũng không phải chỉ có tại ngũ hành pháp tắc, tại pháp tắc khác cũng thể hiện ra, thời gian pháp tắc cũng như vậy. Mà ngũ hành tuần hoàn, tương sinh tương khắc, vòng đi vòng lại, nhưng lại vĩnh sinh bất diệt. Đại ngũ hành huyễn thế quyết chính là truy cầu lý lẽ đại đạo này, mặc cho thời gian vạn vật cực nhanh, tự tuần hoàn qua lại, ổn định đứng trong dòng sông thời gian, sâu xa bất diệt. Di la lão tổ tiếp tục nói, hàn lập nghe đến đó, trong lòng phảng phất đốt lên một ngọn đèn sáng, có loại cảm giác như trong mộng thức tình. Hắn một mực thấy kỳ quái đại ngũ hành huyến thế quyết rõ ràng là một bản thời gian công pháp, tại sao lại làm ra năm loại thần thông chân ngôn bảo luân mang theo sắc thái ngũ hành, nguyên lai là muốn mượn lý lẽ ngũ hành để suy diễn thời gian đại đạo. Cho nên tu luyện đại ngũ hành huyến thế quyết, trọng yếu nhất chính là cân bằng. Ngũ hành tương sinh lại tương khắc, nếu vô pháp nắm giữ cân bằng, sẽ bị nó phản hại. Người bây giờ tu luyện cao thấp không đều, trên đoạn thời lưu hỏa thời gian pháp tắc tinh thi rất nhiều, nhưng trên quang âm tịnh bình, huyễn thần xa lậu, đông ất thần mộc thời gian pháp tắc tinh thi lại rất ít. Như vậy trùng kích đại la cảnh há có thể thành công. Di la lão tổ nói ra, thì ra là thế, chỉ là muốn gia tăng pháp tắc tinh thi trên quang âm tịnh bình, huyễn thần xa lậu, đông ất thần mộc cũng không dễ dàng, bảo vật ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực cũng không dễ tìm, huống chi còn muốn tìm kiếm bảo vật thời gian pháp tắc cùng loại với quang âm tịnh bình, huyễn thần xa lậu, đông ất thần mộc xin hỏi sư tôn có biết biện pháp khác có thể gia tăng thời gian pháp tắc tinh ti không? Hàn lập gật gật đầu, lập tức lại nhíu mày hỏi. Đại ngũ hành huyễn thế quyết có thể luyện hóa thời gian pháp tắc chi lực trong ngoại vật, nó cô động thành thời gian pháp tắc tinh ti, đây là thần thông không tầm thường. Người tu luyện thời gian công pháp khác, chỉ có thể thành thành thật thật lĩnh hội thời gian pháp tắc, thông qua tăng lên cảnh giới mà gia tăng thời gian pháp tắc tinh ti. Người đã nhanh hơn người khác vô số lần, lại còn không biết đủ sao di la lão tổ trừng hàn lập một cái khiển trách vâng đệ tử biết sai chỉ là tại thời điểm kia thiên đình khô chiêng gõ chống đuổi bắt đệ tử đệ tử cần nhanh chóng tăng thực lực lên nội tình chân ngôn môn thâm hậu như thế ngay cả trí bảo thông thiên tu di kim sơn bực này cũng có sư tôn có thể ban cho đệ tử mấy món bảo vật ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực để đệ tử luyện hóa tăng thực lực lên không hàn lập cười nói hào tiểu tử lại dám đánh chủ ý lên đầu vi sư ngươi vật liệu ta tự nhiên là có, chỉ là vượt qua thời không hạn chế cũng không ít, người chưa hẳn có thể mang chúng về thời không kia. Di la lão tổ chậm rãi nói ra, hàn lập nghe vậy khẽ giật mình, hắn đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Bất quá, thử một chút cũng không sao, di la lão tổ hơi trầm ngâm, sau đó lại mở miệng nói ra, rồi vung tay lên. Bên cạnh lão lóe lên quang mang, thêm ra ba loại vật phẩm, một đoạn cổ mục màu xanh biếc, một kiện trường mâu màu thủy lam bị tàn phá, một khối đá tròn màu vàng đất ba kiện vật phẩm đều tản mát ra ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt không yếu hơn trùng xào hỏa tuế huỳnh trùng ngày đó đa tạ sư tôn ban thưởng trong đầu hàn lập mặc dù còn xoay quanh mấy lời di la lão tổ vừa nói nhưng nhìn thấy ba kiện bảo vật trong lòng vui mừng phất tay thu tam bảo vào con đường tu luyện nhớ lấy chớ vội vàng sao động cần làm từng bước tiến hành theo chất lượng mới được thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể ngươi có chút sao động chính là vì tăng lên quá nhanh ngày sau ngươi nhất định phải dùng nhiều thời gian tính tu đền bù vấn đề này. Di la lão tổ nói ra, vâng, Hàn Lập nghiêm nghị đáp ứng, đệ tử còn có một vấn đề liên quan tới tu luyện linh vực. Đệ tử đã tu thành linh vực nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chỉ ở trình độ sơ cấp nhất, chậm chạp không cách nào tiến vào tạo vật cảnh và hóa linh cảnh, đây là cớ gì? Hắn lắc lắc đầu, không nghĩ thêm sự tình khác nữa, lại hỏi thăm về vấn đề tu luyện. Thời gian pháp tắc là trí tôn pháp tắc, uy lực mạnh mẽ, trí tôn pháp tắc nghiền ép tất cả pháp tắc khác, nhưng thiên đạo cân bằng, muốn tăng lên cảnh giới thời gian pháp tắc lại khó khăn hơn nhiều so với pháp tắc khác, việc tu luyện linh vực cũng giống như vậy. Vấn đề này chỉ có thể chính người nghĩ biện pháp, lĩnh hội thời gian pháp tắc nhiều hơn, ta cũng không có biện pháp tốt nào có thể giúp ngươi. Di la lão tổ lắc đầu nói ra, hàn lập chậm rãi gật đầu, sau đó tiếp tục đưa ra vấn đề khác, có quan hệ với đại ngũ hành Nguyễn Thế Quyết, cũng có quan hệ với tiên khí, còn có phương diện khác. Tu vi di la lão tổ cao thâm mặt chắc, đối với pháp tắc, thần thông, tiên khí, còn có các mặt khác, kiến giải càng sâu không lường được, bất luận Hàn Lập có nghi nan gì, lão đều có thể giải đáp từng cái, chỉ ra ngay chỗ yếu hại tu luyện, mỗi lần cho Hàn Lập một loại cảm giác bát phân kiến nhật. Trong nháy mắt, thời gian đạo văn trên mâm tròn đã còn thừa không còn mấy. Mặc dù chỉ có một đoạn thời gian không dài, nhưng Hàn Lập nắm giữ đại ngũ hành nguyễn thế quyết, thời gian pháp tắc, thậm chí toàn bộ hệ thống tu luyện, so với trước kia đã không thể so sánh nổi. Hàn Lập và Di La Lão Tổ vẫn như cũ ở trong đại điện, khoanh chân ngồi đối diện nhau. Hàn Lập không tiếp tục hỏi thăm các vấn đề tu luyện khác nữa, Di La lão tổ tựa hồ cũng phát giác được Hàn Lập sắp rời đi, cũng không có nói chuyện. Đa tạ sư tôn kiên nhẫn chỉ điểm, đệ tử được lợi cực lớn. Hàn Lập khom người thi lễ một cái, ngươi nếu bái ta làm thầy, ta tự nhiên sẽ chỉ điểm ngươi tu luyện, đáng tiếc thời gian có hạn, trong lòng vi sư cũng rất áy náy. Bất quá ngươi đã có năng lực vượt qua thời không, ngày sau hẳn là còn cơ hội có thể trở lại, liên quan tới tu luyện đại ngũ hành nguyễn thế quyết, ta còn có rất nhiều thứ không thể dạy ngươi. Di la lão tổ thở dài, nói ra, chương 1153, nhập man hoang. Đệ tử cũng hy vọng về sau có thể lại đến nơi đây, lắng nghe sư tôn dạy bảo, chỉ là đệ tử còn chưa hoàn toàn nắm giữ phương pháp xuyên qua thời không, mà lại mỗi lần xuyên qua đều phải trả giá rất lớn, chưa chắc có thể trở về nơi này lần nữa. Hàn lập nghe vậy cười khổ nói, là như vậy sao, Di la lão tổ nghe vậy, đuôi lông mày khẽ động, sau đó lật tay lấy ra một cuốn ngọc sách màu vàng, đưa cho Hàn Lập, lại dặn dò. Đây là tâm đắc lĩnh hội về luyện thời gian pháp tắc của ta, người cầm lấy. Đa tạ sư tôn, Hàn Lập vui mừng trong lòng, nhận lấy sách ngọc, những vật vừa rồi, nếu người có thể mang về, tất nhiên là tốt. Còn nếu không thế mang về, sau khi ngươi trở lại thời không của mình, nhớ đi một nơi tên là Diêm La Chi Phủ. Di La Lão Tổ mặt lộ vẻ do dự, chậm rãi nói ra. Diêm La Chi Phủ, đó là địa phương nào? đệ tử đến đó làm gì? Hàn lập khẽ giật mình hỏi, ngày sau ngươi đi sẽ biết, di la lão tổ mỉm cười, cũng không nói rõ. Hàn lập nhướng mày, người chính hắn bái sư này nói chuyện, làm việc luôn thần thần bí bí, làm hắn suy nghĩ không thấu. Nghĩ mãi không ra, hắn không hao tâm tốn sức suy nghĩ nhiều. Sư tôn, đệ tử còn một chuyện muốn nhờ người, trận đồ, quang âm thiên tuyển đại trận, bên ngoài kia, có thể cho đệ tử một phần hay không? Hàn lập mở miệng lần nữa nói, dĩ nhiên không sao, Trận đồ này cũng không phức tạp, hiện tại người có thể quan sát ghi nhớ ngay. Di La Lão Tổ lật tay lấy một ngọc giản ra, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy mắt sáng lên, lập tức tiếp nhận ngọc giản, thần thức chui vào bên trong, nhanh chóng ghi nhớ nội dung trong đó. Đúng như lời Di La Lão Tổ nói, trận đồ bên trong cũng không phức tạp, hắn nhớ rất nhanh. Hàn Lập vừa mới ghi nhớ trận đồ quang âm thiên tuyển đại trận, thời gian đạo văn cuối cùng trên kim sắc viên hoàn ở đỉnh đầu rốt cuộc lé tắt. Âm âm kim sắc viên hoàn đột nhiên phòng lớn gấp mấy lần, quang mang đen nhánh trong đó cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ thành một vòng xoáy sâu hóm đen kịt, lơ lửng trên đỉnh đầu Hàn Lập. Một lực lượng to lớn tuôn trào ra từ trong vòng xoáy màu đen, bao phủ thân thể hắn, kéo hắn vào trong. Hàn Lập, Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết là một công pháp kinh thiên động địa, sau khi tu có thành tựu thì có thể thay trời đổi đất, thời gian đạo tổ cũng luôn có ý đồ tranh giành, không ít đạo tổ khác cũng ham muốn công pháp này, người phải ngàn vạn coi chừng. Di la lão tổ đứng lên, nói ra, cơ thể hàn lập bị vòng xoáy màu đen bao lại, không thể động đậy, không thể nghe xong lời di la lão tổ, mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Sau một trận trời đất quay cuồng, trước mặt hàn lập sáng lên một vùng sáng trắng loa mắt. Vừa rồi hắn cảm thấy thân thể nhẹ bóng, giờ khôi phục lại khống chế, hai chân một lần nữa thật sự dẫm lên mặt đất. Trường thiên bình cũng hiện lên, chậm rãi rơi xuống ngực hắn. Sau khi hơi đứng vững, hàn lập nhìn qua bốn phía, phát hiện ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ, sự vật xung quanh đều lộ ra lờ mờ, nhìn có chút không rõ ràng. Hắn ngồi xuống mặt đất, nhắm mắt điều tức một chút rồi mới mở hai mắt ra lần nữa. Lần này thần thức hàn lập mới thực sự vững chắc, thấy rõ cảnh tượng chung quanh.